phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, mọi điều giúp cho phiền não sớm gặp Phật nộp giác đầm. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh na, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giữ định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm duyên thành. Dặn kinh chỉ cứu sơn ác dặn kinh chỉ cứu sơn ác cảm mang cả tập bằng khi đi dặn mà cả dê nào quả cha mana sa thì đã sẽ siêu ra tăng cả tăng dê sa ta san nhị nở văn thi dê cho sa ta a san nhị nở cả tăng bụng nhập a lăng mây hằng sa bê phá ghi phá quan tu tệ dê tăng ca tặng sư quý đi tăng điện năng và nhập vào làng mà giả dê cho ta cho anh anh thì để qua gần tờ như dễ đã dâm sắp bê lộ cầm thì dê sa ta chỉ quan ta ra hê tu ca mà mình năng vô chân ăn sắp bê anh tục mà a chê ta căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi cõi nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta và chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an hứa con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bạn ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Sitemen và Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Thai á, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Thai á, chúng con cũng thành tâm dân quả phước này đến với sư trưởng ngài Giác Chánh, còn mong ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này để bổ túc ta la mật của ngài sớm thành tựu đạo quả y như ý nguyện của ngài. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Má, nam mô Sân Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Bây giờ thì Nhật Bình kính mời. Dạ, mến chào Sài Gòn. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Sister Man trở lại cầm mic thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông thảo luận những câu hỏi trong đạo tràng. Và nếu Sister Man nếu được. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Đàm Anh ha. Dạ. Yeah. Alo. Xin đạo tràng cho con biết tín hiệu có nghe rõ hay không? Alo.
Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Thầy, Nam mô Sư Thầy. Rằng ma cha lu ca thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li an thi wa ram a ya cha pha sang ti ca sa ta ba ra cha ca ya cha ti ca để xây trụ thâm mắt an ưu tâm bí mật mà chẳng phạm thiên vẫn nằm người phẫn quan vẫn nhậm lời nhưng chẳng gì mong quyến lòng mở đạo dạy đời nhắm đường lập giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy chứng dự pháp từ đó là nhóm kiều trần nhân được nguyên hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không màng những điều lợi ích hằng còn lâu năm đã tam giới thừa ân cổ cặp đang mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu cảnh trí tri vẹn toàn vào giờ này đạo tràng chúng con đã thanh tịnh như trang chúng con xin thay mặt đạo tràng kính cẩn pháp sư đăng đàn giảng pháp và xin kính chúc đạo tràng chúng pháp luôn an lạc. Nam mô Đức Tha Giá, Nam mô Tham Hà Giá, Nam mô Sằng Thà Giá và con xin nguyện một chân hành. Nam mô Tát Sa Ba Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Ba Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Ba Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thư Chư Cận Sinh Nam Cận Sinh Nữ Đồng Đạo Đà. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Kính thưa chư quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ lớn, một trong những ngày lễ lớn trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là ngày Đức Phật giảng giải về kinh Giải Thoát Giới. Và cái ngày có năm chuyện quan trọng, bốn chuyện liên quan tới Đại hội Thánh Tăng. Và chuyện thứ năm là Đức Phật đã nhận lời của Hòa Vương thỉnh cầu 3 tháng nữa ngài sẽ niết bàn. Đó là cái ngày quan trọng, hy vọng quý vị đáng nhớ cái ngày này. Việt Nam gọi là thượng quân hay gì đó chúng tôi không có rõ, nhưng mà theo tiếng Bali thì ngày Ma Khá Bù Cha, Ma Khá là đương là tháng của trong lịch của Ấn Độ, Bù Cha là ngày để chúng ta làm một cái sự tưởng nhớ tới ngày này trong thời gian của Đức Phật còn tại thế. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi nhắc nhở cho chúng con cái ngày hôm nay là quan trọng đối với Phật giáo. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thầy. Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Đờ Men đưa lên mà không thấy nhúc nhích, không thấy cầm mic để đào tràng giảng giải, nên Nhật Quỳnh xin phép được cầm mic. Bây giờ Đờ Men có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể làm thị giả cho được không? Nếu không thì Nhật Quỳnh mời Nguyên Như ạ.
Để mình có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sài Gòn ơi, có nghe được không? Dạ làm sao? Dạ cảm ơn Sài Gòn. Dạ là làm thị giả cho ngài, đặt câu hỏi hay là đưa bàn tay để chào đó nha. Dạ. Cho biết nếu không làm thị giả thì bỏ tay xuống để Nhật Quỳnh nhìn có thể dám cầm mic cũng như có thể dám mời người khác. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu rồi. Vậy là bỏ tay xuống phải không? Nguyên Như ơi, Nguyên Như có chút máy không? Nguyên Như, Nguyên Như cho Nhật Quỳnh một tín hiệu rồi. Mà Nguyên Như nha, đặt câu hỏi đầu tiên nha. Mà câu hỏi đầu tiên là làm thị giả cho ngài luôn rồi. Mà Nguyên Như, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính kính lãnh lễ ngài Ca Trí Đức, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ xin đạo tràng, hôm nay là cũng lại là ngày thứ bảy cũng như là sáng chủ nhật ở bên Việt Nam, và cũng như mỗi lần là đạo tràng của chúng ta sẽ được ngài Liễu Tông vào lớp để cho tất cả mọi người có thể hỏi được những câu hỏi mà mình thắc mắc trong cái giai đoạn tu học một tuần vừa qua của chúng ta. Nếu vị nào có những cái thắc mắc, những cái ưu tư sầu cảm gì đó mà cần phải có những cái bậc trưởng lão có trí tuệ như là ngài Liễu Tông thì chúng ta cũng phải nên giơ bàn tay xinh đẹp của mình. Tự vì những cái người khác mà người ta hỏi là người ta chỉ hỏi thắc mắc của người ta thôi. Thành ra Nguyên Như đề nghị là mỗi người trong chúng ta mình cũng phải có tự có cái thắc mắc của mình thôi. Quý vị thì cứ việc giơ tay lên ha, đừng có sợ và cũng đừng có ngại. Và bạch ngài, trong thời gian chờ mọi người đang chuẩn bị câu hỏi thì Nguyên Như xin một câu hỏi là khi mà một cái sự kiện đặc biệt như là những ngày ngày rằm tháng giêng này thì một cái người Phật tử của mình phải mình có cần để đi đến chùa để mà cầu phước, để mà tu thiền, để mà thọ đầu đà hay là không? Hay là những cái ngày đó nếu mà những cái người, những cái vị mà họ không có đủ duyên, họ cũng có thể lập một cái bàn thờ nhỏ rồi họ thiền ở nhà, thì hai cái phước đó nó có khác nhau không bạch ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó phải khác nhau chứ. Thường thường ở các nước theo Phật giáo truyền thống này, những ngày lễ lớn như vậy thì họ được nghỉ, và khi họ nghỉ rồi là họ sáng sớm chưa có mặt trời chưa mọc là họ đã tới chùa rồi, tới chùa để thứ nhất chuẩn bị thọ tam quy và bát quan trì giới nha. Đó là cái ngày mà chư tăng thường thường cụ hội đông ở trong các chùa. Thành ra khi mà chư tăng ở trong các chùa đông thì chúng ta có cơ hội để thính pháp hoặc là cần giải tỏa những thắc mắc gì thì chúng ta có thể hỏi để được cái sự giải tỏa đó, từ 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 sự thông suốt. Thành ra khi đó là cái ngày mà chúng ta tới chùa chúng ta tạo phước chứ không phải đi làm phước, nên nhớ tạo phước, tạo phước bằng cái thọ tam quy ngũ giới, rồi nếu mà có khả năng thì đem theo một ít tứ vật dụng để dâng đến chư tăng. Tại chư tăng trong ngày đó thường thường ở các nước theo Phật giáo truyền thống thì họ không có tổ chức những cái lễ hội lớn giống như bên Việt Nam đâu. Chùa nào họ chỉ làm chùa đó, chùa nghiêng về thiền nhiều thì cư sĩ tới đó sau khi thọ tam quy bát giới xong rồi sẽ thiền theo lời chỉ dẫn của những cái vị thiền sư ở đó. Còn những cái gì mà không không có nhân duyên với thiền thì người ta chỉ đến pháp hoặc là người ta xin một cái gì nào đó đằng đàng để giải cho làm cái bài pháp. Thì từ sáng tới chiều đó là cái ngày, những cái ngày lễ lớn như vậy đó, hầu như là cư sĩ cận sĩ nam của sĩ nữ có khả năng làm, nghĩa là tròn đủ 10 cái phương pháp tạo ba la mật, vì nên nhớ cái gì đó à, bố thí trì giới rồi phục vụ này kia, đó là cơ hội chúng ta làm được rất nhiều việc, mà chỉ có vào những ngày đó mới có đầy đủ tăng chúng rồi chúng hàng tứ chúng trong giáo pháp này đó, thì chúng ta cái cơ hội mà chúng ta làm những cái việc thiện vậy đó, phước báo nó rất là lớn và tròn đầy đủ. Cho thường thường chúng ta đi ngày thường, thường thường ở các nước
mà cái quyền lực của tiêu tăng nó chặt chẽ thì ông sư ông ngài ông phải đi học đi đồ chứ ông đâu có ở nhà đâu mà chờ mà cư sĩ Phật tử tới để hỏi pháp thính pháp gì đâu đó. Mà họ đi học về rồi họ đóng cái phòng để họ lo họ học những cái điều họ học ở trong trường cho đâu có rảnh mà đi ra ngồi tán dóc với cư sĩ Phật tử không có đâu. Những cái chùa mà có pháp học pháp hành quý vị vô vắng que như chùa Bà Đanh theo dân cư Việt Nam đó. Ông sư cũng đi lang thang ngoài đâu, nhưng mà theo như chúng tôi nói quý vị nhiều lần đó, thường trong đó thì họ có cái chỗ nó gọi là lan thâm, lan là cái sân, thâm là pháp và Phật pháp, thì thường ta để một cái tòa cụ cao nhất đó để dành cho ông sư mà 4-5 cái tòa cụ tháp dưới đó, thành ra khi nào mà quý vị vô chùa thấy vắng que quý vị cứ lại chỗ đó ngồi, ngồi chỗ để dành cho cư sĩ cần xin lành người nữ, ngồi xuống một lát thế nào cũng có vị sư đi ra ngồi theo pháp tòa đó để quý vị được thính pháp. Thành ra ở những xứ đó đi chùa lúc nào cũng có cái lợi lộc hết chứ không phải là không có lợi lộc, chứ không phải giống như đa số chùa của Việt Nam mình nói ra thì buồn chứ tới chùa đi vòng vòng thấy giả thấy cái chỗ mà người ta là lắc lắc rồi thấy miếng giấy tốt thì thôi mà xấu thì lắc thêm, lắc xong rồi xách đi về không biết được gì không rồi cái nó miễn bàn ha. Thành ra những ngày lễ lớn như vậy là những cái ngày mà các cái xứ đó họ làm được những cái điều mà Đức Phật đã tán dương, tức là có thể học pháp được, có thể hành pháp được và có thể làm cho thân tâm mình trong sạch ít nhất cũng được một khoảng thời gian nào đó trong thời trong cái ngày lễ đó. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như ạ. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể đặt câu hỏi. Nếu và vị nào không có ngại không cầm mic thì Nguyên Như sẽ đọc câu chat của vị đó lên cho ngài để mà ngài có thể giải thích cho chúng ta ạ. Dạ trong thời gian Nguyên Như chờ đạo tràng, con có câu hỏi kế là trong cái năm truyền cái đó, thưa ngài, cũng có nhiều bạn đạo hay than phiền giống như là họ không có thích ngồi thiền, họ ngay cả thiền tứ niệm xứ hay thiền định gì họ cũng rất là ghét ngồi, tự nhiên ngồi á, nó hay ngủ gục, mà tại sao bình thường họ không bao giờ ngủ gục mà ngồi á, thì lại ngủ gục, cái đó có phải là tự gì thiền nó gây ra như vậy hay không, hay là tự gì khi mà họ ngồi rồi á, thì những cái truyền cái nó mới nổi lên, thưa ngài, và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, không phải khi ngồi khi làm thì thiền cái nó rình rập, mà khi nào cái tâm mình giữ ở trong thiền pháp được thì nó không có kiếm chuyện với mình, mà cái tâm mình rơi vào ác pháp thì lúc đó nó mới kiếm chuyện, mà nó kiếm chuyện nhiều thứ chứ không phải là một thứ là buồn ngủ không à. Còn tại vì cái lý do đó mình không có hiểu thiền là gì, mình cứ nghĩ ngồi mới là thiền, không phải. Thiền là cái công việc làm của tâm, thành ra trong bất cứ cái thời gian nào đó cái tâm mình mà nó có cái đối tượng mà đối tượng đó được diễn giải trong 40 đề mục của thiền chỉ hoặc là 72 thì 72 đề mục của thiền minh sát thì tức là lúc đó là mình đang làm công việc hành thiền à, đi đứng nằm ngồi chỉ là cái tư thế để cho cái thân mình nó thoải mái, cái thân nó thoải mái thì cái tâm nó mới có cái sự an tịnh để nó quan sát những cái đề mục đó, chứ không phải ngồi mới là thiền hay là đi mới là thiền, đứng mới là thiền, không phải. Mình nhớ chuyện là đi đứng nằm ngồi chỉ là phương tiện để giúp cái tâm mình nó có được an của an tịnh trong cái việc mà quán quán xét các đối tượng nó xưa mà nó va chạm vào cái thân này hay là cái những cái giác chi trong trong cái thân của mình à. Thì khi nào cái tâm mình vẫn ở trong cái đối tượng nào mà mình có thể mình bắt được và nắm chặt thì lúc đó là thiền, thì không thể nào buồn ngủ được đó. Buồn ngủ tại vì lúc đó cái tâm mình cứ ngồi đi nữa mà cái cách thức quán đã xét đối tượng không có đúng khi mình không có đúng thì nó phải chán nản, mà nó chán nản thì nó đưa tới cái sự phát sinh của những cái phiền não, thì cái phiền não nó phát sinh tùy theo cái
cái chế định của các bậc trí liên quan tới cái cá tánh người đó, thay vì cái đó là đối với một số người nào đó nó có trạng thái giống như là thức không thao hả không vui mà ngủ không được thì mình gọi là buồn ngủ, hay là nói theo Pali là thiền nam biết tha. Chứ thật sự ra đó phiền não nó có tổng cộng là 19 loại hay 10 loại mà nó chia là chín cái mục khác nhau nha. Thì chín mục đó là đầu tiên lậu hoặc xả quá rồi vô khá rồi tùm lum vậy đó, nó chia cho tới cho những cái mà sâu xa trong cái sự muốn hiểu biết gọi là phiền não ngủ ngầm hay là gì gì đó, thì những cái đó lúc nào nó cũng rình rập để nó kiếm chuyện với mình đó đó à. Chứ không phải đợi tới khi ngồi thiền hay đứng thiền hay đi thiền hay nằm thiền nó mới xuất hiện. Bất cứ lúc nào nó mình hở một chút đó, là nó nhào vô nó kiếm chuyện. Hở là sao? Là không có niệm. Thành ra Đức Phật nó dạy từ đầu cho tới cuối ngày đời ngài ngài sắp nhập Niết Bàn thì ngài nói là Sabba Dhamma Sankhara Bamma Dena Sabba Dhatha là như vậy. Khi nào ngài vừa dạy cho quần nữ quần dạy chung á thì ngài không có dùng chữ phí khụ mà thôi, còn nếu mà ngài riêng cho mấy ông sư đó thì Sabba Dhamma Sankhara cái gì Bamma Dena Phikkhave Sabba Dhatha, thì trong đó có đây tức là không nên dễ vui là gì, là không nên để thất niệm trong mọi trường hợp. Thành ra khi mà thất niệm thì cái phiền não nó phải vô, bởi vì khi cái tâm niệm cái tâm sở niệm mà nó phát sinh trong lộ trình tâm mình, dầu rằng cái lộ đó là không có trí tuệ thì nó vẫn là thiền pháp vị trí. Còn nếu mà không có cái niệm thì nó sẽ ở trong những cái tâm mà vô nhân hay là thường thường là các tâm ác đối với phàm nhân như mình, 12 tâm bất thiện ở trên đó. Đó. Thành ra đó là những cái là mình nếu mà mình thực nghiệm là bao giờ mình không có phiền não loại này loại khác loại nó phù hợp với cá tánh mà lúc đó là nó chen vô liền, chen vô tính sổ mà thì chứ không nói tiếng nào đó. Nó có nhiều khi mình không buồn ngủ nó vẫn chen vô nó kiếm chuyện, nhưng phải đợi lúc buồn ngủ nó mới kiếm chuyện nha. Nếu mà như Bồ Tát lúc ngồi với cội Bồ Đề đó, lúc đó là ngài về chăm chú vào những cái điều kiện mà để cho giữ tâm thanh tịnh, ma dương nó dẫn xuống nó khuấy vô, chứ không phải là đợi tới cái lúc nào mình ngồi thiền mới buồn ngủ, đi đứng nằm ngồi để có thể bị hết. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ con xin kính tri ân lời trả lời của ngài Lữ Tông. Dạ nguyên như một lần nữa xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với ngài bằng cách giơ bàn tay xinh đẹp của mình, hoặc là có thể chit chat lên trên màn ảnh, hoặc là có thể nhắn riêng với nguyên như, rồi nguyên như sẽ thay mặt quý vị để mà đặt câu hỏi đối với ngài ạ. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Thành ra quý vị có thể thính pháp và quý vị có thể đặt câu hỏi. Cái đó cũng là một cách để cho đạo tràng mình có thể hưng phấn lên và cũng có thể tạo phước trong cái ngày đầu năm đó chư vị. Thành ra Nguyên Như xin mời tất cả mọi người. Dạ trong thời gian chờ mọi người đặt câu hỏi bạch ngài, Nguyên Như có một câu hỏi kế tiếp. Là trong cái Phật dạy có bốn cách trả lời câu hỏi đó bạch ngài, thì có một cái phần á, là có vấn đề không có cần trả lời bằng cách nói lại gì hết, tức là mình chỉ yên lặng thôi. Thì có một vị Phật tử hỏi với con á, là nếu mà người ta thắc mắc mà người ta hỏi mình mà mình chỉ im lặng không trả lời thì có phải là tạo cho ta một cái thắc mắc lớn hơn, rồi có thể là người ta nghĩ mình khi dễ, rồi người ta lại nổi sân với mình, thì có phải là mình tạo nghiệp hay là không? Dạ con xin ngài trả lời câu hỏi này cho con ạ. À. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn mẹ nhà kính thưa chư quý vị, mình tạo nghiệp là cho thua cái tâm mình lúc nào nó cũng tạo nghiệp đó, chứ không phải đợi chỉ có người hỏi mình tạo nghiệp. Đức Phật dạy cho tất cả chư tỳ kheo cùng các sinh nam khuyên nữ nếu không nói lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Sở dĩ có những cái chuyện người ta hỏi mà các vị nghe không trả lời
Thứ nhất cả là có thể làm cho người đó hiểu lầm, nhớ chứ. Ví dụ người tà kiến hỏi câu đó mình xác nhận yes thì nó cũng hiểu lầm, mình sai nhà mình nói no thì nó cũng hiểu lầm thôi. Đó, đó trường hợp đó thì Đức Phật không có trả lời. Hoặc là có những câu trả lời đưa tới cái sự sân hận, thì cái điều đó là nên im lặng như bậc thánh để cho nó đúng chánh pháp chứ không bao giờ nói ra. Thành ra nó có nhiều chuyện như vậy đó. Nhưng mà đối với mình là mình không có khả năng để mình nhận cái cá tánh gì đó, để biết lúc nào nên trả lời, lúc nào nên trả lời. Thành ra chúng sanh cứ quay quần trong cái chuyện thù hằn cấu xé lẫn nhau. Còn Đức Phật mà có người hỏi nghe thấy cái chuyện đó rồi trả lời, nó không mang lợi ích gì cho người nghe người hỏi, thì thường ngày không trả lời đó. Hoặc là họ nghe xong họ hiểu lầm thì ngài cũng không trả lời. Còn mình thì mình không biết được cái đó là nào tốt nhất, im lặng chứ không nên trả lời. Nếu mình thấy cái chuyện đó nó có thể nó bất ổn được thì nên giữ im lặng, nên trả lời ha. Nhưng cái tâm mình đó thì lúc đó nên im lặng mà có cái từ tâm trong đó, cho nên im lặng với cái sự sân hận là nó hỏi cái đồ hỏi tào lao thèm trả lời, cái đó thì không quan và có tâm từ giờ cái biết là cái sự không trả lời mình đó, để cho người đó hiểu, nghĩa là họ có thể suy nghĩ thì họ hiểu là vậy sao, là cái đó là không đúng với một số cái điều kiện để được trả lời. Nam mô Bích Tài á. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con xin tri ân câu trả lời và lời dạy của ngài. Dạ Uy Nghiêu một lần nữa, Uy Nghiêu xin kính mời đạo tràng. Hôm nay sao mà mọi người rất là yên lặng, không có ai đặt câu hỏi đến cho ngài. Quý vị có thể là đặt câu hỏi. Dạ sa thú thiện trí ba. Dạ, câu hỏi bạch ngài là kính xin sư giải thích rộng câu hoàn hảo trong đoạn đầu, hoàn hảo trong đoạn giữa, hoàn hảo trong đoạn cuối là như thế nào, có thể áp dụng trong đời như là trong đạo không? Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Địa Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Cái câu này hỏi là phải hỏi cái chỗ nào, chứ còn hỏi một cái câu mà không có cái điều kiện thì không thể nào trả lời được cả. Ví dụ hoàn hảo đoạn đầu, hảo đoạn giữa, hảo đoạn cuối, trong giai đoạn đang mình đang hành bát thánh đạo thì hoàn hảo đoạn đầu là hoàn hảo về giới, hoàn hảo đoạn giữa hoàn hảo về định, và hoàn hảo đoạn cuối cuối là hoàn hảo về tuệ. Hoặc một cái câu mà Đức Phật nói ra thì hoàn hảo đoạn đầu là cái câu đó có thể giúp cho người áp dụng đi tới, nghĩa là sự trong sạch về giới, và nếu người đó đi tiếp đoạn giữa thì trong sạch về định, và cuối cùng là trong sạch về tuệ. Tùy theo cái câu hỏi đó nó phải có cái giới hạn của nó chứ. Còn mình nói là giáo pháp Đức Phật hoàn hảo gì đó, đoạn đoạn đầu hoàn hảo đoạn giữa, nói như vậy cũng đúng nè. Nói như vậy thì hoàn hảo đoạn đầu là gì? Tức là hoàn hảo về luật, hoàn hảo thứ hai về kinh, và hoàn hảo thứ ba về di diệu pháp. À, tùy theo cái chuyện mình hỏi nó phải có cái giới hạn của nó chứ, còn nếu không có giới hạn thì câu hỏi này thành vô nghĩa, không thể trả lời được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ Huy Như xin kính mời đạo tràng có thể dâng câu hỏi lên cho ngài, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hoặc là Huy Như có thể đọc câu hỏi của quý vị lên đến ngài ạ. Dạ trong thời gian chờ đợi câu hỏi, Huy Như có một câu hỏi tiếp tục bạch ngài. Dạ con biết bây giờ có nhiều người phát động ra những cái phong trào gọi là ăn thực dưỡng đó bạch ngài, giống như hồi xưa người ta ô sa hoa, tức là nó tới cái cấp bậc rất là cao, mà bây giờ thì có nhiều bác sĩ, có nhiều y tá, có những cái chương trình mà người ta nói là mình ăn gạo lứt hoặc là mình ăn những cái cây củ quả rễ thì nó có dương tính thì rất là tốt. Theo cái trường phái cũng có một số người gọi là thực dưỡng đó bạch ngài, thì Nguyên Như cũng có những cái
Vị khác thì nói là nếu mà mình cố chấp về cái chuyện ăn uống này quá thì nó cũng là một loại tà kiến, thì có người nó gọi là cố chấp, nó cũng không có hợp với đạo. Dạ xin ngài có thể giải thích cái này rộng rãi cho Nguyên Như và cũng tất cả Phật tử đều nghe cái ý kiến của ngài. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn và kính thưa chư quý vị. Đức Phật dạy cho các nhà sư dùng cái món ăn trong cái tam tịnh nhục. Mà nếu mà mình dùng như vậy đó, thì cái đó nó chỉ là vật thực mà thôi. Nó vô trong cơ thể để nó tạo một số cái ô xa để nó giúp cho cái sắc với cái danh này nương nhờ lẫn nhau để mà sống. Còn bây giờ mình nói là ăn rau cải không cũng chết, ăn thịt không bảo đảm cái gì cũng chết. Tại sao? Trong rau cải có một số cái loại bây giờ gọi là vitamin hay sinh tố đó không có, mà nó không có thì mình uống thuốc người ta cũng lấy từ trong thịt, từ trong vật, những cái điều kiện gì của cái chúng sanh để người ta làm ở đó. Thành ra nhiều người bây giờ chủ trương ăn chay nhưng mà ngày nào cũng uống multivitamin, cái đó nó còn hại hơn là mình ăn tam tịnh nhục. Tại sao? Bởi vì multivitamin nó có nhiều cái loại cơ thể nó không cần, mà nó không cần thì cái gan nó phải đào thải, tức là phải lọc, tức là mình uống multivitamin nó vẫn hại gan như thường thì đừng có nói là trong sạch trong lành gì cả. Đó. Cơ thể mình nó thiếu cái gì thì mình quan sát cái điều kiện sống thì biết thiếu cái gì thì mình dùng cái đó, mà dùng không phải là mình tìm từ cái chúng sanh nào đó thì cắt cổ nó lấy cái đó để mình dùng, không phải tìm cái nó có sẵn nha, người ta làm có sẵn nhưng mà chỉ dùng trong những cái điều kiện đó mà thôi. Còn cái thứ hai đó, tất cả cái đồ ăn mà mình ăn bây giờ đó, dầu rồi mình ăn cái gì đi nữa thì chúng tôi cũng bảo đảm cái gì cũng tự chết tới bị thương rồi lại tại sao. Thí dụ đậu nành bây giờ là toàn là cái loại cải gen không à, tức là chất hóa học đó, bây giờ ăn vô thì cũng chết thôi. Ngày xưa bên mình cái hộp đậu nành nó có chút xíu, bây giờ nó gần bằng ngón út ngón cái vậy đó. Thì hỏi làm sao mà mình ăn cái đó, mình ăn chất hóa học vô mình không chết sao được đó. Ngày xưa con nít nó bú sữa nó không có bị về chuyện này, nào sữa sữa bò đó nó bị bao nhiêu chuyện là tại sao? Tại vì con bò nó ăn cái gì quý vị biết rồi, thì những cái hormone trong con bò nó xuống cái những cái chất cái sữa của nó thì con nít uống vô thì nó cũng lộn xộn thôi. Nên nó chủ trương cái gì mà một chuyện một chiều đó đều không có lợi gì cả đó. Mình theo cái điều kiện của cơ thể mình, cơ thể mình thì theo cái y khoa là mình cơ thể mình thử máu thử gì mình thiếu cái gì thì chỉ dùng cái đó mà thôi, chứ bình thường á người mình nó khỏe cũng không nên dùng vitamin đó. Bởi vì khi mình dùng vô chắc chắn là cơ thể nó phải đào thải, mà lấy cái giờ của đào thải bây giờ cái biết cái nhiệm vụ của gan là nó đào thải mấy cái đó, mà nó một mình nó cứ nó lọc hoài lọc tối ngày thì nó cũng bá đỡ nó thôi, mà nó bá đỡ thì chủ nhân của nó cũng bá đỡ theo. Thành ra nên sống một cách tự nhiên, coi dạng đấy mà được ăn theo tam thì nhục cái gì vậy? Nó đều có lợi cho cơ thể nếu mình ăn vừa phải đó, trừ phi là mình thấy món đó ngon mà cho ăn quất nhiều hơn món khác cái đó là hại, bởi vì đã nói rồi cơ thể nó phải thanh lọc những cái đó. Thành ra sống cách tự nhiên giống như ông ăn sư đó, ông sư có dạng đấy, nhiều khi nhiều ông sư không cái tầm tuổi ông chưa có sao, còn bây giờ mình về thành phố mình phải đặt ăn chay phải ăn vậy 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 chưa chưa có bao nhiêu tuổi rồi thì diêm dương nó đã ngoắt rồi. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy giá, dạ con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ con thấy cô Sài Gòn có dơ bàn tay xinh đẹp, dạ con xin nhường mic lại cho cô ạ. Dạ cảm ơn chị MC. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin kính lễ sư Liễu Tông, kính lễ sư Trí Đức, con xin tổng chào
Quý cô chú anh chị em đang có mặt hôm nay. Thưa sư, con nói về cái vụ ăn uống đó, con xin hỏi một cái câu. Con thấy cái câu của con nó rất là, nó giống như nó rất là kỳ, nhưng mà buộc con phải hỏi thưa sư là có nhiều người mà thắc mắc, mà trong trong đó là con cũng không có hiểu rõ, cho nên con cũng hỏi luôn là những cái vị tăng mà khi mà đi khất thực á, là buộc phải là độ ngọ trước trước cái giờ ngọ, là ví dụ như về chùa không có kịp á, thì tìm một cái nơi mà nó thích hợp, hoặc là một cái gốc cây nào đó mát mẻ để mình độ ngọ. Mình độ ngọ thì có người nói với con, hỏi con là tại sao không có độ ngọ 1, 2, 3, 4 giờ mà phải trước trước 12 giờ phải dứt điểm. Thì con biết cái gì thì con nói cái đấy. Con nói là sao, tại vì sau cái 12 giờ là chỉ có được uống và kể cả mà ăn trái cây cũng chỉ là chút chứ không có được nhai. Xong họ nói con là phải giải thích thế nào, 1 giờ thì cũng vậy, 2 giờ cũng vậy. Thì con mới nói theo cái hiểu biết của con, chứ con không có rành. Con nói là vì nhiều nhiều vị tăng rồi, người thì ăn giờ này giờ kia, ăn nhiều thì khi họ ngồi thiền trong ngày nó không có được tốt, rồi và ăn nhiều thì cái dục nó khởi lên, nó trào cử, cho nên là buộc phải ăn để nhắc nhở cái vị đó phải giữ cái luật, trì luật cho cái bản thân của mình. Nhưng họ không có chịu, cho nên con nói nếu mà con chỉ biết nhiêu đó, nếu mà không có chịu thì để con đợi Chủ nhật con vô con hỏi sư Trí Đức. Con hỏi sư Liễu Tông, xong rồi con về con nói lại. Thì hôm nay con sẽ hỏi sư, sư giảng thêm để cho con hiểu. Con kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tông Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thực sự mình dùng cái chữ độ ngọ tại mình theo cái dàn chữ của chữ Hán á, chữ của Trạch á, nó tính giờ sủ, giờ dần, giờ tí, giờ ngọ vậy đó. Thường thường cái giờ ngọ đó là trưa, nhưng mà trong kinh thì không có cho ăn quá cái mặt trời mà nó ở chỗ mình phải đứng bóng đó. Nghĩa là dùng ở ngay cái xích đạo thì trưa, đúng trưa đó thì cái bóng của mình nó ở sức bằng sát bằng chân, chứ không có nghiêng qua nghiêng lại. Thì cái đó là tại vì hồi xưa đó là không có đồng hồ, không có gì, thành ra Đức Phật khi mà có dư là không cho chư tăng ăn chiều đó, thành ra ngài dùng cái cách đó lấy mặt trời đo đó, nghĩa là ấy ăn được tới đứng bóng mà thôi chứ qua không được. Lý do có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là về bệnh tật, bởi vì mình ăn ông sư thì không có làm gì nhiều ngoài trừ ngồi thiền học kinh điển, thì hai cái món đó thì nó không có tiêu thụ nhiều năng lượng, thành ra mình cứ dồn cho người thì nó dư, mà nó dư thì nó sinh ra bệnh hoạn. Mà ông sư ngày xưa ở trong rừng chứ đâu được như bây giờ có gì cái chạy bác sĩ hay gì về ở trong rừng đó. Thành ra sự điều độ ăn uống là hình thức để bảo vệ cái mạng sống của mình. Cái thứ hai đó, vào thời xưa có những người mà ta tu mà không có đàng hoàng đó. Ở lúc đầu Đức Phật chưa có cấm cái vụ ăn ngày một buổi đó. Thì tối đó họ đi trị bệnh. Thì có khi đó thì bị những cái hạng tào lao đó nó đè, nó dịch từ của rồi này kia ông chồng ấy làm gì đó. Hoặc ngược lại, chính cái vị đó làm hại cho cái người phải dâng cơm dâng bát cho mình, dâng cơm cho mình đó. Thành ra cái đó là người ta mới cái mà báo lên Đức Phật, thì Đức Phật mới không cho chư tăng đi trị bệnh buổi chiều nữa, mà không cho đi trị bệnh buổi chiều tức là cấm ăn chiều. Mà thời xưa đó quý vị biết không có tủ lạnh, không có gì đó, mà xin buổi sáng mà để dành buổi chiều ăn thì tự chết thì bị thương thôi, để chút là nó thiêu rồi cho làm sao ấy, thấy nóng ở Ấn Độ đó quý vị biết. Thành ra thường thường đó cái danh từ mà ăn ngày một buổi đó nó có hai cái theo tạng luật khác, mà theo
trong kinh 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 Tạng nó khác, kinh Tạng là không phải Đức Phật chế luật trong kinh Tạng mà cái đó là theo cái luật của các vị mà Đầu Đà đó. Thì hành Đầu Đà nó ngày ăn một buổi, tức là ăn một lần mà thôi, từ sáng tới thấy mặt trời mọc đưa bàn tay ra thấy chỉ tay cho tới đứng bóng, ăn một lần mà thôi, nghĩa là ăn no rồi đứng dậy là không có được dùng nữa. Quý vị muốn biết thì coi cái chuyện ăn một buổi trong cái 13 cái pháp Đầu Đà đó thì sẽ biết. Còn ăn một buổi theo tạng luật đó, chế định luật đàng hoàng đó, là từ cái lúc mà mở mặt trời mọc, tức là đưa bàn tay thấy chỉ tay cho tới đứng bóng đó, muốn ăn bao nhiêu thì ăn một buổi. Đây có nghĩa là từ đứng sáng tới phải đứng bóng mà thôi theo tạng luật. Mà theo tạng kinh đó, thì một buổi tức là đứng dậy là xong chuyện, không có đừng nhúc nhích gì cả đó. Thành ra cái đó là để có sự cái lợi ích trong cái việc đi trị bệnh, không bị hại bị này bị nọ. Cái thứ hai đó là để cho không có dư thừa những cái vật thực trong người, bởi vì ông sư là không có xài những cái năng lượng đó nhiều. Quý vị biết ông sư ngồi thiền đâu có dùng tới năng lượng nhiều đâu đó. Còn cái đi học thì dùng chút thôi, thành ra nó dư quá cũng chết, mà nếu mà không biết cách ăn thì nó cũng chết. Thành ra ăn làm sao để có sức khỏe để thực hành giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải ăn để no để ngon hay để gì. Thành ra đó là lý do tại sao có chuyện là ăn ngày một buổi, thì theo mình nghĩ theo tạng luật theo tạng kinh là như vậy, để bảo độ cho cái đời sống ở trường thọ như thế. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời giáo huấn của ngài. Dạ, cô Sài Gòn ơi, cô còn có câu hỏi nào nữa hay không? Xin cô giơ tay lên, tiện như nhường mic lại cho cô ạ. Dạ, Nguyên Như xin mời. Ô, sa thú cô. Dạ, con xin dâng mic lại cho cô. Dạ, cảm ơn Sít MC. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Liễu Tông. Con trước tiên là con kính tri ân sư đã giảng giải cái việc cái câu hỏi của con rất là rõ ràng. Sau đây con xin có câu hỏi nữa. Con xin tổng chào tất cả, con kính lễ sư Trí Đức. Cái câu mà cái thường thường đó là khi con hỏi là nhiều người hỏi con, giống như con sinh hoạt có nhiều người hỏi con không có biết rõ, cho nên con phải đợi để mà hỏi sư thôi. Trong cái bài kinh Tứ Chánh Cần mà khi mà Đức Phật bệnh xong rồi có hai vị, không biết là ngài Sariputta hay là ai mà Đức Phật kêu mà tụng kinh tụng cái bài đó cho Đức Phật bớt á, bớt bệnh á. Thì sau này nó có nhiều cái trường hợp là họ nói, có người họ nói là họ cũng theo cái bài kinh đó, họ niệm họ xong rồi họ hết bệnh. Rồi có nhiều người phản đối, nói là phải giải thích thế nào là tại sao mà tụng cái bài đó là hết bệnh. Cho nên hôm nay con trở lại con hỏi sư để sư giải thích về cái bài kinh đó cho chúng con được được nghe rõ, để hiểu rõ. Có đôi khi là trong cái thời của Đức Phật nó khác với thời buổi bây giờ, nhưng mà dẫu sao là cũng thỉnh ý kiến của sư 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 giảng giải cho chúng con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tôn này gia kinh thưa chư quý vị. Thời nào nó cũng vậy nhưng mà cái con người nó khác. Khi Đức Phật ngài cảm thấy không có an vui thì ngài kêu bất cứ vị nào có thể ngài nên đa hoặc ngài chân đá gì đó tụng cho ngài nghe cái bài Thất Giáp Chi. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó, Đức Phật không phải ngài không hiểu cái bài đó đâu, nhưng mà khi ở đây mà nói đọc có là sao, là cái mấy cái ngày đó lên tụng rồi giải thích này kia này để chứng tỏ, để nói với Đức Phật là ngài kêu con tụng như vậy là con hiểu như vậy như vậy như vậy đó. Thì khi mà giải thích nghe tụng đó nhưng mà cái ý nghĩa hay là cái cách hay gì đó
rõ ràng như vậy đó, tại Đức Phật hoan hỷ với cái sự hiểu biết và cái sự là đầy đủ của học trò mình, thì cái sự hiểu biết đó đó nó là một loại tâm mà có thọ hỷ, và khi cái thọ hỷ nó phát sanh đó, thì nó làm cho tứ đại điều hòa, thì ngài cảm thấy khỏe vì cái tứ đại nó không còn bị cái chuyện này chuyện nọ, tứ đại nó điều hòa, thành ra mình nói thế gian tên đời là hết bệnh, chứ không phải là tụng kinh là để hết bệnh. À, bây giờ mình hiểu cái tụng kinh hết bệnh là có dùm đem bài kinh nó ra mà mình tụng với cái tâm tham muốn cho hết bệnh, thì cái tâm tham nó phát sanh thì nó làm cho tứ đại nó tào lao luôn, chứ làm sao nó ấy được. Bởi vì nó nhớ cái tứ đại này ra, nó phát sanh có bốn điều kiện về tâm, về vật thực, về thời tiết rồi này kia đó, thành ra khi mà nó cái về tâm mà cái tâm mà bất thiện thì nó phải cho cái tứ đại nó thô thiện nó phát sanh, mà khi cái tứ đại nó bên nó như vậy thì làm sao người mình khỏe được, thấy không? Thành ra khi mà cái tứ đại mà nó được điều hòa bởi cái tâm thiện đó, tức là cái sắc phát sanh cho tâm là tâm thiện đó, thì cái sắc nó phải mềm 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 mỏng mềm dịu, thành ra nó giúp cái tứ đại đó mà nó điều hòa như vậy, thì cái chuyện mà những cái bệnh mà thuộc lại về cái tứ đại này đó nó sẽ không còn nữa, chứ không phải là tụng kinh để hết bệnh. Quý vị nên nhớ vậy đó, tụng kinh để giúp cho cái tứ đại này nó thay đổi cái nhân của nó. Là bình thường mình bệnh là mình đau nhất, tại vì cái tâm mình nó phiền não, thì cái tâm phiền não làm cho tứ đại nó phát sanh nó thô thiển, thành ra khi cái tâm thiện mình phát sanh thì cái tứ đại nó phát sanh do tâm thiện, thì cái tứ đại nó mới được nhuần nhuyễn và nó có thể có cái sự an lạc trong đó, mà sự an lạc nó giúp cho cái người bệnh nó tám đấy an lạc, cho nên mình gọi là hết bệnh, chứ thực sự là bệnh không có cái điều kiện đó lúc đó, nhưng điều kiện khác nó vẫn còn, nhưng mới không mình hiểu như vậy. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, chúng con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ, thưa cô Đoàn, cô có câu hỏi gì nữa xin cô đưa bàn tay xinh đẹp để Nguyên Như nhường mic lại cho cô ạ. Dạ cô, dạ Nguyên Như vừa thấy chị Nguyên Trang mới vào lớp. Nguyên Trang có câu hỏi gì cho ngày hôm nay không Nguyên Trang? Nguyên Trang có thể giơ tay lên để hỏi nha. Hay là Nguyên Như đọc cho Nguyên Trang. Dạ, trong thời gian đợi lớp có câu hỏi, Nguyên Như xin đặt tiếp câu hỏi của con thưa ngài. Trong cái ba pháp hành bất vậy thưa ngài, thì con thấy cái pháp thứ nhất là thu thúc lục căn, pháp thứ hai là tiết độ ẩm thực, còn pháp thứ ba chính là sống tỉnh thức. Con cứ đọc tới đọc lui ba cái pháp này, thì cái chữ thu thúc lục căn là cái phần thứ nhất và cái phần thứ ba là sống tỉnh thức, như vậy nó khác gì với thiền niệm bạch ngài? Thì tự gì cái này con thấy nó cũng giống nhau thôi, mà nếu mà một vị Phật tử mà thực hiện được như lời Phật dạy mà ba pháp thành bất vậy này từ sáng đến tối, thì cái người này thì đã tuyệt vời quá rồi bạch ngài, tự gì họ cũng là thiền từ sáng tới tối luôn. Dạ con xin ngài giải thích chỗ này cho con rõ ạ. Con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, nó khác nhau sao giống nhau đó. Cái chuyện mà thu thúc lục căn đó, đối với phạm nhân mình đó, mình nói thu thúc căn nó qua chứ không có thể nào làm một cách hoàn hảo được. Bởi vì cái lục căn mình đó, thường thường đó là nó thấy cái gì rồi là nó theo cái khuynh hướng tâm lý của mình, tâm lý. Thành ra nó nghiêng về bên đó, nó nghiêng về bên đó, thành ra chỉ thu thúc lục căn chỗ này đó là mình dựa vào tứ chánh căn để bảo vệ. Tức là tứ chánh căn, tức là khi mà có tâm thiện ác chưa phát sanh thì tạo điều kiện để nó đừng phát sanh, mà khi nó phát sanh rồi thì tạo điều kiện để nó diệt. À, chứ làm sao mình nói mà cái tâm mình mà nó luôn luôn nó có được cái niệm đâu. Tức là thu thúc lục căn, tức là cái lục căn mình nó nghiêng về cái nơi mà có thể nó thất niệm, thì mình làm sao nào mình giữ nó lại. Mà thường thường mình giờ làm mỗi lần một chuyện, chứ mình không giống như Bậc Thánh. Bậc Thánh có những cái chuyện mà nó họ có thể họ họ làm nó nhanh hơn là mình, thành
nên cái sự liên tục của nó có. Ví dụ như bây giờ mình nói mình thọ tạm quy thần ngũ giới đi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, sự nói dối, sự tà dâm, sự nói dối và sự uống rượu, các chất sai. Thì cái tắc ý đó đó mình gọi là thu thúc trong giới ha. Nhưng mà bây giờ mình lên ông sư ông biểu tác bạch dân cơm đi, trong lúc mình tác bạch cái dân cơm thì cái tắc ý mình không có phạm giới có không, phải không? Không thể nào có được hết, bởi vì cái sự tu túc lục căn là nó dựa vào số cái điều kiện để cho mình đừng phạm cái đó. Chứ không phải là mình nói dễ ồn lục căn mình tu túc rồi đừng để cho này nó không có đâu, nó chỉ bậc thánh nó mới làm, rồi bậc thánh ví dụ như ngũ giới đối với bậc sơ quả không là automatic, nó không có thể phạm được thì họ mới thu thúc được, còn mình chưa chắc, phải không? Còn mà tỉnh giác là làm sao, là người đó cái tâm đó, cái trí tuệ trong cái lộ trình tâm đó luôn luôn có cái điều kiện là đang ở trong đề mục của thiền quán mà thôi. Thế nào mình tưởng cái chuyện đó là chuyện dễ, không phải chuyện dễ. Bởi vì ví dụ mình có trí tuệ mà lúc đó cái trí tuệ đó nó đang suy nghĩ cái chuyện để làm ra một cái món gì để mình bán cho người ta mình kiếm bạc triệu, thì làm sao mà mình gọi cái đó là mình có cái tuệ đó là tuệ trong này trong nọ được, phải không? Bởi vì nên nhớ trí tuệ đó là hai chuyện, tuệ đời, tuệ đạo là những cái gì liên quan tới những cái pháp học học hành mà thôi. Còn tuệ đời là quý vị có thấy trí tuệ nhưng quý vị làm ra những cái chuyện xưa ta chưa làm ra. Ví dụ như này kia, để khi mà thử nghiệm thành công rồi quý vị mới ra đăng ký giữ bản quyền này kia đó. Mà trí tuệ về đời đó nó thể giúp quý vị nhiều chuyện nhưng không thể quý vị thúc giúp quý vị thoát khổ được. Chẳng hạn như cái ông Einstein, thấy không? Trí tuệ về đời ông siêu đẳng. Nhưng hỏi ông có biết danh sách là gì không? Chắc chắn là không. Thành ra có hai chuyện đó mình phải phân biệt, chứ mình đừng có nghĩ thôi cái anh chàng đó anh thông minh vẫn có trí tuệ chứ anh vô anh học gì pháp chứ ngon lắm mà thiền quan sát dễ à. Xin thưa có thể không thể xảy ra nếu ông vô ông còn mau chán. Bởi vì chuyện ông là thu trí tuệ đó phải lựa những đối tượng thu thiện, vô gặp danh sắc trí tuệ mà nó vì thế về thì anh càng chán nhanh chứ không có thấy được. Nó ba cái chuyện đó nó phải dựa theo cái một cái căn cơ, nó phải ghê gớm lắm mới có thể giữ được hay làm cho nó được trong sạch được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ cũng như xin mời quý vị đặt những câu hỏi với ngài. Mình cũng không có thời gian là lâu lắm đâu, một tuần mình chỉ có một ngày thôi, mình cùng với nhau mình lên mình hỏi để mà ngài trả lời rồi cả lớp cùng học chung nha quý vị. Cái đó cũng là một cái hình thức để mà mình gọi là mình hoằng pháp theo cái kiểu Phật tử của mình. Và quý vị có thể giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là quý vị có thể và sa thú thiện trí ba. Và con xin đọc câu hỏi với ngài. Kính xin sư giải thích thế nào là học và hiểu kinh qua pháp chân đế, thí dụ như cung kính, nhẫn nại là pháp chân đế gì? Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tổ này, dạ kinh thưa chư quý vị. Pháp chân đế là nó có thực tính, tức là nó có cái thường thường mình gọi là chi pháp đó. Thí dụ như bây giờ tất cả các pháp ở trong cả cõi đời này mình đề cập tới đều là chế định hết. Thí dụ như mình nói Kusala Dhamma là chế định. Thành ra cái pháp chế định mà muốn biết nó đi theo chân đế hay không thì quý vị phải phân biệt. Có những chế định không có thực tính pháp. Có những chế định có một nửa thực tính pháp và có những chế định có 100% thực tính pháp. Thì có 100% thực tính pháp thì dù mình nói là tham, thì cái đó là chế định. Nhưng mà cái thực tính pháp của tham là gì? Tức là tâm sở tham, lô phá chê ta si cả. Nhưng mà khi mình nói lô phá chê ta si cả, nếu mình không hiểu đó thì mình cái đó mình
mình cứ nghĩ nó là chân đế là thật. Bởi vì cái chân đế thật sự ra đó, người ta không thể diễn tả được, mà người đó chỉ biết qua trí tuệ về minh sát mà thôi, không thể diễn tả qua trí tuệ được. Mình dùng trí tuệ để mình diễn tả về về tức là đó là chế định để diễn tả cái điều đó mà thôi. Đó, mình đọc câu sách là tham ma, nhưng mà nó có chân đế pháp là cái gì, là những cái chi pháp, là cái bây giờ để các bậc thiền trí người ta đặt ra cái chữ kusala. Đó, tức là nói theo cái dân từ thông thường mình là 21 tâm thiện, tức là 8 tâm thiện dục giới, 9 tâm thiện đại hành với 4 tâm đạo, đó là 21 cái tâm đó. Thì 21 cái tâm đó đó nó là cái chi pháp của tâm thiện, tức là kusala dhamma. Nhưng mà nếu mình không có khả năng để mình phân biệt cái nào là chế định, cái nào là thực chân chân đế, rồi mình cái giải thích vậy thì mình luôn luôn mình lẫn quẩn trong cái dùng giải chiều chế định mà thôi. Vậy cái chế định đó nó bao gồm hết tất cả, ví dụ như chữ cung kính hay chữ nhẫn nại đó, có những cái chữ nó có chế, có thực tinh pháp, nhưng mà thực tinh pháp nó có thể nhầm lẫn qua cái khác. Ví dụ như chữ nhẫn nại đó, hành khẩn tị tham ma đó, thì cái đó là tâm sở à đô xạ. Khi mà nó có cái điều kiện, tức là cái đối tượng nó liên quan tới một cái sự nhịn nhục nào đó, thì lúc đó người ta mới gọi là nhẫn nại. Nhưng mà cái tâm sở à đô xạ, nếu mà nó có cái đối tượng là cái chúng sanh cần phải được để ý, phải được săn sóc, phải được thương cái mến, thì cái đó nó cái tâm sở ảo xạ nó là metta, chứ nó không còn là nhẫn nại nữa. Đó, mình phải học để phân biệt cái đó, chứ không phải mình nghe người ta nói cái mình nói, cái này là chân đế, này là thật đế, nói cái đó thì nói theo đời được, nhưng mà thật sự ra không không thể áp dụng trong pháp hành được. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ, con xin kính đọc câu hỏi của Về Nguồn Cội. Dạ, kính sư cho con hỏi, con muốn cúng dường chư tăng tứ Phật dụng, có thể bỏ vào bình bát được không à? Con xin cảm ơn ngài. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đồ dùng của chư tăng này chia làm 4 chuyện. Thứ nhất là những cái nơi mà trú ngụ đó thì mình không thể bỏ vô bình bát được thôi. Không dân đâu thì tới thì chỉ chỗ chỗ này cho bà dân. Cái thứ hai là chia đồ để mặc, chia qua đá thì mình cũng không thể bỏ bình bát được. Cái đó là phải dân thanh tài ngày cầm thôi. Cái thứ ba là thuốc men thì cũng vậy, thường thường là quý vị không có học kỹ là cứ bỏ vào, cái đó cũng không thể bỏ bình bát được. Chỉ có vật thực đó mới là bỏ trong bình bát mà thôi. Thành ra khi mà quý vị thấy ông sư đi trị bệnh á, thường thường cái cách để thông thường mình biết là cái vị sư đó chỉ ôm có cái bình bát không thôi, thì ông ta không nhận cái gì ngoài vật thực mà. Nên nhớ chuyện đó, đừng bao giờ bỏ những cái vật gì không phải là vật thực vô cái bình bát của sư. Tại vì ông sư đó nhiều bây giờ ở Thái, ở Miến Điện có nhiều cái rất nhiều ông sư ông vẫn dùng bình bát để làm cái chén để ăn cơm. Thành ra không có thể nào bỏ những cái gì khác vô đó được. Mình nhớ chuyện đó. Cái nữa đó là tịnh tài đó. Bây giờ muốn dâng tịnh tài đó, mình phải hỏi ông sư đàng hoàng, hỏi ngài có thị giả hay không, chứ đừng hỏi ngài có giữ tiền hay không, ông sư cũng không trả lời đâu. Hỏi ngài có thị giả hay không thì ông nói là tôi không có, thì chắc chắn là quý vị không thể nào dâng tiền cho ông rồi, bởi vì ông chỉ ôm mình bán không. Từ khi ông mang theo cái dèm á, ông có thị giả không có theo dèm, thì mình đừng có nói tới đây là tiền gì đó, con xin dân ngài cái này, rồi nhát vô cái dèm của ông á, cái dám đó, và ông mang cái bên thì được. Bởi vì có những ông sư tới giờ vẫn không có giữ, mà cái chuyện đó đó là cái chuyện ông sư không có ra được, phải nói ra nhiều khi đó là làm cho mình đụng tới cái pháp khác, không có thể nói. Thành ra mình muốn biết là mình cứ hỏi ngài có thị giả hay không,
Thường mấy ông sư mà ông không có giữ tiền đó, ông đi đâu ông có dẫn học trò theo đó. Mà còn thứ thiệt nó dẫn học trò theo thiệt, nhưng mà khi dâng cho học trò này giữ rồi về cái ông biểu đem xuống bỏ vô thùng quốc xương chùa đi cho ông cũng không. Ở mấy cái xứ khác thì nó làm được, ở Mỹ này thì làm được, còn đa số ở châu đầu kia làm được. Tại vì ở Thái Miến Điện nó dễ, cái là ông sư cũng vô, ông bệnh dồn viện là chi phí đồ gì nó lo hết, chứ không có tính ông sư các bạn ở đó. Thì chúng tôi hồi ở Thái ở Miến Điện chúng tôi là nói chúng tôi không có tiền, không có giữ tiền, mà nói thẳng như đó thì cái tiền mà gia hạn visa hàng năm nó không có ta lấy. Nó lấy nó kể vậy, hoặc là mình đi ra ngoài thị trường bất ổn thế thì mình chỉ cần ra dấu là mình không có gì giữ tiền tài, cái là nó cũng cho đi qua luôn chứ không có hỏi. Nhưng mà nước khác thì không được, nước khác mà không có là nó kêu lại. Thành ra quý vị muốn cúng dường chư tăng thì nên nhớ cái chuyện đó, chỉ có vật thật mới nên bỏ vào ở đó thôi, còn những cái món khác thì phải hỏi ông sư đàng hoàng, không có thì giả thì dân, những cái chuyện mà ông có thể ông không muốn đụng tới, hoặc là những cái gì mà liên quan tới cái khác, ví dụ như không có dùng được mà để ông sư xài đó thì nên bỏ vô cái dèm của ông, còn nếu có thì giả thì đưa cho thì giả cầm lại. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bức Thai Giá. Dạ, con xin thành đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Cô Sài Gòn còn có câu hỏi gì không thưa cô? Cô có thể giơ bàn tay để Nguyên Như nhường mic lại cho cô ạ. Xin mời đạo tràng đặt câu hỏi với ngài. Mình cũng không còn nhiều, Nguyên Như thấy hình như còn có khoảng 1 tiếng nữa thôi đó quý vị. Như vậy dạ con có một câu hỏi của Đạo Hữu Thính Pháp Ba. Dạ kính sư, câu hỏi của chúng con gồm có 3 phần. Số 1, nghiệp có phải là tác ý tâm sở đồng sanh với tâm thiện hay tâm ác? Câu 2, những nguyên nhân nào để phát sinh ra nghiệp? Câu 3, có những phương pháp nào giúp để tạo ra thiện nghiệp và không tạo nghiệp không thưa ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nghiệp nói trắng là tâm sở chetana nha. Nhưng mà có những cái loại tâm sở cũng được gọi là nghiệp nhưng mà không phải tâm sở chetana, anh nhớ vậy đó. Và cái nguyên nhân nào sinh ra nghiệp thì cái nguyên nhân là mình mở miệng mình nói thì mình tạo khẩu nghiệp, mình đưa tay mình bố mình tạo được thân nghiệp, còn mình ngồi mình suy nghĩ không là ý nghiệp. Do cái thân này không có từ đâu đó. Còn nếu mà cái tâm sở chơi tại nam nó liên hệ tới 10 cái điều mình gọi là thập thiện đó, thì đó mình tạo thiện nghiệp, mà nó liên ra thập ác thì mình tạo ác nghiệp. Thành ra khi mà hỏi ta có những cái nghiệp mà không không cái thì đây là trong chú giải giải thích rõ ràng, có những tâm sở đi chung với tâm sở chê tà na cũng được gọi là nghiệp như thường. Tôi chứng minh cho quý vị thấy đây rõ ràng là trong thập thiện nghiệp đó, thì ba thân nghiệp, bốn khẩu nghiệp, còn ba cái ý nghiệp đó. Ý nghiệp là gì? Tham, sân và tà kiến. Thì tâm sở tham cái lúc nó phát sinh, nếu mà có tâm sở chê tà thì tâm sở tham nó vẫn gọi là nghiệp như thường, tức là tham, hoặc tâm sở sân là sân, hoặc là tâm sở tà kiến. Nếu mà trong cái lúc mà nó làm nhiệm vụ ta nghĩ tâm bậy bạ mà có tâm sở tư đó thì vẫn gọi là nghiệp như thường, thành ra không phải lúc nào cũng là tâm sở chê tà là nghiệp. Vậy có những tâm sở không có đồng sanh với chê na, nhưng chính những cái tâm sở đó là nghiệp. Ví dụ như mình nói con đường trung đạo đó là một cái loại nghiệp, mà cái loại nghiệp đó không phải là để đi xuống hay đi lên mà để đi ra nha, để đi ra. Đó là những cái mà liên quan tới nghiệp. Là một cái thầy Nam mô Bức Thai Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài Lữ Tông. Dạ Nguyên Như một lần nữa xin kính mời chư vị đặt câu hỏi trực tiếp với ngài, hoặc là có thể chích chat lên đạo tràng
để mà Nguyên Như có thể đọc cho chư vị. Dạ, con thấy Đạo Hữu Thính Pháp đã nói xa thú với Ngài rồi ạ. Dạ, trong thời gian chờ mọi người có câu hỏi, Nguyên Như xin đặt câu hỏi kế tiếp của con là thưa Ngài, dạy lại cho con cái danh từ bố thí là gì bạch Ngài? Tại sao gọi là bố mà tại sao gọi là thí? Rồi còn có một cái chữ nữa gọi là cúng dường. Tại sao gọi là cúng dường? Hai chữ đó nó có đồng nghĩa với nhau không bạch Ngài? Dạ, con xin dâng đức lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, giả kính bạch chư tôn hiện thời chư vị. Ngày việc mình là dựa theo một số cái điều kiện từ bên đạo. Đạo khi mà lãnh kinh từ tiếng sang địch về đó, ta thấy chữ nào hay hay là nó cái nước bạo đó. Rồi sau này người ta làm biến, người ta cái dựa đó dịch. Chữ đa ná đó, tức là mình chọn điều kiện để mình buông bỏ một số cái gì có lợi ích cho người khác. Chứ đa ná là mình dịch là bố thí, tức là mình cho với cái sự mà hoan hỷ đồng lòng để mà cái chuyện đó để cho người khác có lợi ích. Còn nếu mình cho mình thông thường á thì mình gọi là cho thôi, nhưng mà nếu mình cho vật đó cho các vị mà đáng kính trọng hơn á thì mình gọi là dân cúng. Thấy không? Đó. Ví dụ như là xin dân cúng vật thực này đến chư tăng, chứ mai nói là cho chư tăng vật được cái đó. Tại vì dựa theo một số cái điều kiện về cái xã hội đó đó, mình cực cung kính thì mình phải nói vậy 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 thôi, nhưng mà vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng là khi mình vừa cho cái gì đó thì cái đó mới quan trọng. Mà cho cái gì đó mình phải hiểu, chứ mình không hiểu là mình nói cái đó là mình nói theo cái kiểu đời thường mình không có chính xác. Ví dụ cái câu mà quý vị thường hay nghe nói đó, tập bá tha năng thâm bá tha năng chí na đệ, trong các loại bố thí pháp là cao thượng nhất. Thành là mình nói cái đó ra mình không hiểu là gì, bố thí pháp là bố thí cái gì. Chú giải thích cho thâm bá cho đó có nghĩa là trí tuệ, nhân của trí tuệ, tức là trong các loại bố thí, tức là loại mình cho ra cho tới người khác thì cho ra trí tuệ hoặc là cái nhân của trí tuệ thì đó là cái sự cho ra cao thượng nhất. Thành ra chưa thăm má chứ đó mình dịch là bố thí pháp là không đúng, bố thí trí tuệ, nhân của trí tuệ. Thì mình hiểu, thành ra khi mà mình dùng chữ bố thí cho ra cái thứ đó có thể là sắc pháp, cũng có thể là danh pháp. Chứ mình đừng có nghĩ mà khi nào bố thí tức là cái đó là sắc pháp, chứ không phải danh pháp, tức là dịch thực cái gì ăn được hay gì gì đó, đó không phải. Bất cứ cái thứ gì tùy theo. Thành ra cái đó là dựa vào một số cái điều kiện này của cái logic của người tạo, như là thành ra mình cứ dựa vào đó. Ví dụ chứng khả đá chỗ nào mình dịch là hành, mình thấy sang cái đá là hành. Chứ sang cái đá nó có nhiều nghĩa, chứ không phải một nghĩa. Hay là chữ pháp của mình đó, cái thâm má đó, thâm má có bảy mấy nghĩa, trong bộ tam tạng cũng phải bảy mấy nghĩa khác nhau. Mà mình cứ cho rằng hãy gặp nó là thả pháp, gặp nó là pháp. Mà mốt buồn buồn gặp nó là Tây hay Mỹ không chừng. Mô bích hài á. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, một lần nữa Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Dạ, con thấy bàn tay xinh đẹp của Christina Duyên. Dạ, xin nhường mic lại cho em. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tham La Giá. Nam mô Sanh Ra Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Liễu Tâm. Con xin dạ sư trí đức. Và con xin chào đạo tràng. Dạ, bạch sư, con có câu hỏi là khi mà mình bị phiền não á sư, phiền não nó phát sinh từ từ cái tâm tham sân si của mình. Theo sư thì có cái phương pháp nào hay là cái phương pháp tu tập nào để cho chúng con có thể chế mình phiền não khi nó phát sinh không ạ? Dạ, con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, con xin xứng đức, con xin tri ân sư. Nam mô Bổn Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bất cứ chuyện gì bất như ý mình xảy ra, thì mình dựa vào bài kinh đoạn trừ lậu hoặc đó, sập phá phá quá đó. Tức là nó có bảy cách, nhưng mà cái cách một trong những cách mà mình có thể áp dụng được, né tránh để đoạn trừ.
Ví dụ như chuyện bình thường mình không thích cái người đó, tức là phiền não phát sinh, mình thấy mặt nó mình né. Đó. Thường thường né tránh là chắc nhất. Cái thứ hai là đối trị để đoạn trừ. Ví dụ như mình nghe câu đó mình không thích, thành ra mình gặp cái người nào có thể nói câu đó, thì khi mà mình nghe câu đó rồi đó thì cái tâm mình dựa vào cái điều kiện là mình đã từng học vô trong room người ngày trưởng lão gì đây dạy mình Nam mô tát xạ với quá tổ ra tổ xong bài Nam mô tát xạ, thì khi nào mình nghe cái điều gì đó thì mình cứ đọc cái câu đó thì cái tâm mình nó đâu còn dính mắc trong cái câu kia nữa, mà đâu còn mình bị phiền não, phải không? Ví dụ nó cái câu đó nó chửi mình, tại sao mình phiền não, tại vì mình cho rằng cái câu đó là chửi, thì bây giờ mình cứ Nam mô tát xạ Nam mô tha giá hay gì đó nó, thì xong cái gì đâu, thì cái tâm nó có đối tượng khác, cái đó là đối trị có rồi là nó không còn ấy nữa đó. Thành ra đó những cái này mà mình tưởng là nó khó khăn nhưng mà thật sự nó không khó khăn rồi đó. Còn có nhiều vị thì chỉ về, nhưng mà chỉ cái đó là có bậc thứ thiệt rồi, nó là ơi nó chửi mình là mình rải tâm từ thì nó lúc đó mình rải tâm sân thì có gì rải tâm từ cái gì lúc đó sân sân cỡ nào là vui gì đó, sân trước sân sau sân thượng rồi ra tới sân bài rồi mình rải tâm từ thì nó rải cái gì không có rải gì đó. Mình đối trị là chắc là nhất, không chứ còn khi nào mình mà muốn muốn rải tâm từ được là quyền phải đắc tới đâu mình mới rải được ha. Thì cái người muốn rải tâm từ cho bất cứ ai cũng được, trong mọi trường hợp được đó, thì cái gì đó được gọi là nghĩa là gần đắc thiền rồi, nó tới cái giới hạn nó gọi là sĩ má sống thầy tá đó, tức là không còn biết thân nhân thù hận hay gì gì hết đó. Thì khi nào mà nghe câu vừa lòng này mình cứ rải tâm từ tới họ thôi, nhưng mà cái bậc đó thứ thiệt rồi quý vị, mình là thứ dỏm, đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả. Nam mô Bụt Thầy á, nên đối trị hoặc là nên né tránh. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy Gia, à, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ con cũng thấy Christina có đăng lên là con xin tri ân ngài rồi ạ. Dạ thưa ngài, khi mà những cái con thấy có những cái chùa người ta nuôi con nít rất là đông, mà thí dụ chư tăng chư ni thì không có giờ để mà tu hành, để mà giống như có thời gian mình ngồi xuống mình quay lại để mình tĩnh tâm hoặc là mình nghiên cứu kinh điển, mà chỉ tối ngày thấy bồng con nít với lại cho sữa cho tã cho bú giống như là một cái diện từ thiện. Rồi thí dụ khi mình vô mình hỏi là tại sao chư vị đi tu mà làm như vậy thì họ sẽ nói là chúng tôi tập cái tâm từ bi hỷ xả theo lời Phật dạy, như vậy có đúng không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tổ hiền giả kính thưa chư vị, đúng từ bi hỷ xả rác cái gì hỷ cái gì từ cái gì, nhiệm vụ của ông sư đó là học pháp hành pháp và hoằng pháp, cái chuyện đó không phải là chuyện của ông sư. Nhớ chuyện đó, ông sư chịu ba chuyện để làm là học pháp hành pháp và hoằng pháp, rồi học pháp chưa xong hành pháp chưa xong rồi không không có khả năng đi hoằng pháp, đi làm cái chuyện của người đời, cái đó là Đức Phật rất là chê trách. Ngay cả là sinh con nuôi hay là kết bạn với mấy người đồng đẳng như mình, cái đó Đức Phật cũng cấm chứ không phải là cho phép đâu. Đó. Nghĩa là khi mà một khi mà xuất gia tức là lìa bỏ thế tục chứ không còn dính dấp tới thế tục nữa, dầu rằng mình sống với thế tục nhưng phải lìa bỏ những cái gì mà liên quan tới thế tục đó. Thành ra khi mà một người mà mặc cái y vô rồi đó thì giống như cái người mà phó thường dân là mất hết quyền công dân, không được quyền đòi hỏi gì cả à. Bây giờ mình đã tự nguyện để mình làm cái đó, thành ra nhiều người đi tu mà có tài sản cái đó là trật lất thành ra mấy cái những người như vậy đó quý vị không nên hộ độ họ, tại vì họ đã làm sai lời dạy của Đức Phật, không có nên hộ độ nữa, bởi vì mình hộ độ để họ có sự sống còn họ tiếp tục làm vậy mà thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bức Tha Giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ một lần nữa như xin kính mời Đạo Trang có thể đặt câu hỏi lên cho Ngài hoặc là có thể chat lên trên màn hình để mà Nguyên Như có thể đem câu hỏi đến với Ngài ạ. Nguyên Như xin kính mời chư vị. Hôm nay là ngày rằm nha quý vị. Có nhiều vị sẽ đi vào lễ thọ đầu đà. Có ai có câu hỏi gì về lễ thọ đầu đà hay không thì cũng có thể đặt câu hỏi tới cho Ngài nha quý vị. Và trong thời gian chờ câu hỏi, con xin đặt câu hỏi kế tiếp của con bạch Ngài là tại sao mà khi cái giới của những vị tăng đó bạch Ngài, thí dụ Phật tử nữ không có được đụng đến ngay cả cái bộ y của chư tăng, mà có những nơi con thấy rất là khó, đến giống như chật quá mà vị tăng đi ngang á, là mình cũng không có được đụng tới y luôn. Thì cái đó đó là chỉ có nữ với nam hay là những người Phật tử nam cũng không được, là xin Ngài giải thích câu hỏi cho con ạ. Con xin dâng mic lại cho Ngài. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Đó là chuyện nữ với nam mà thôi. Thứ hai đó là khi mà động mà có tác ý xấu thì mới không được mà thôi. Chứ còn mình đụng, mình vô tình đụng hay mình không có tác ý hay là cần giúp đỡ gì thì chuyện bình thường thôi. Quý vị nên nhớ là bên Thái họ kỹ lắm mà, nếu quý vị để ý, nếu quý vị để ý quý vị nào đi Thái biết đó. Họ dâng cái gì cho ông sư nhận trực tiếp không có được. Ông sư phải lấy cái miếng giải rồi trải ra rồi họ quan lên cái đó, ông sư cầm một đầu miếng giải họ quan cái đầu miếng giải kia mà thôi. Thì hồi xưa mà chúng tôi họ quan, ông tôi ngạc nhiên này lắm. Chúng tôi có hỏi ông sư thì ông sư trong lớn tuổi rồi, ông nói cái này không có gì đó. Ngày xưa mà muốn dâng tới ông sư thường thường là dân trong hoàng gia họ dân không à, mấy bà mà thứ thiệt á, người trong hoàng gia dân, mà người trong hoàng gia đó người người thường đụng ra là nghĩa là có thể là ở tù như chơi giống hay không, người ta nghĩ bậy. Thành ra thường là ông sư tăng thời đó người ta mới ra cái ấy là ông sư không nên nhận cái gì trực tiếp từ người nữ cả, để tránh những trường hợp như vậy. Nhưng mà trong cái lực Đức Phật không có cấm, cấm là người nữ đụng vô người nè ông sư với tắc ý xấu mà thôi. Ví dụ như tắc ý xấu là như thế nào, như nó ông sư này ông đàng hoàng ông này nọ, nó đâu mình đụng tới cái ông có cảm giác gì ông cho biết nè, thì đó thì mới bị thôi. Chứ còn thì không mà thấy cái ông sư mà nó dính vô cái gì đó, ông đương đi ông đâu để nó sắp rách thì mình lên tiếng cái là ông sư vừa đứng lại thì mình đã okay, xin phép ngài để con gỡ y ra thì gỡ thôi chứ có mắc gì đâu, không có mình người ta ý nó khác. Chứ còn trừ phi ông ấy ông sư hoặc là ông sư ông thấy cô này cái bộ cũng đã ông làm bộ cái gì đó là để cô này lại chụp y lên này, cái đó không được, ông sư cũng phạm giới như thường. Còn có thôi, bên Thái họ kỹ, mấy cái bà mà đi học bác sĩ hay là doctor về mắt, về răng rồi này kia xong đó, họ thấy ông sư hỏi hỏi trước liền, hỏi những cái gì mà con đụng là ngài xin cho biết là nên hay không nên. Chứ ở đó mà bệnh mà gần bá thở muốn xỉu rồi thì họ dịnh cái y hay là lợi dụng cái y để họ kéo mình để cho ngay ngắn này, có gì đâu, phải không? Nó khi nào có tác ý xấu kìa, không có tác ý xấu mà nhầm gì đó, định nó tác ý xấu rồi nước mình làm việc đó là thôi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ con thấy một lượt, con không biết là cô Sài Gòn trước hay là câu hỏi trước. Thôi ưu tiên cho người giơ bàn tay xinh đẹp lên trước. Dạ con xin nhường mic lại cho cô ạ. Dạ cảm ơn MC. Dạ không biết cái âm thanh của con lần này nghe có rõ hay là không. Một lần nữa con kính lễ sư Liễu Tông, con kính lễ sư Trí Đức, và con xin kính chào tổn chào quý cô chú anh chị. Nam mô Bụt Tha Giá. Thưa sư, sư giảng mắc cười quá đi, con ngồi con cười hoài cho nên
con hay quên á, cho nên lỡ rồi con lên mic luôn chứ không thôi cười lát là con quên cái câu hỏi của con. Bây giờ con có hai cái ý, mà trước nhất đó là con nói cái ý của con, xong sau đó nó có cái câu hỏi. Ví dụ mà đụng á, con bị phạm giới á, mà con đang giống như trong cái thời gian khoảng 2 tháng này con rất là lo, mà con nghĩ là con sám hối mà không biết cách làm sao con sám hối. Tại vì ở bên Úc á, cái ít có khi mà gặp những vị khất sĩ. Hồi đó con thấy chú Bussat á, chú có những cái clip mà trong Facebook chú up lên khi mà chú đặt bát á, con mê quá đi, cho nên con có cái phát nguyện là con muốn là gặp trong cái trường hợp đó. Thì từ cái lúc mà con phát nguyện xong rồi á, đã 9 lần rồi, bây giờ con có gặp 9 lần rồi. Cho nên cái lần sau chót á, con có gặp hai vị khất mà con cũng không biết bên khất hay là bên Nam truyền thì biết. Sáng con đi làm á, mừng là hối hả cũng đặt bát. Khi cái lần này con vừa đi, mấy ổng đi giống như im ru mà đi ngang cái shop mà cứ nhìn xuống không có nhìn xung quanh á, ổng đi con chạy theo mệt, xong rồi con mừng quá, tới gần bên cái con lấy cái tay con nắm cái cánh tay của ổng giống như con dỗ chị nhẹ đó. Con nói sư đi nhanh quá con chạy mệt, con nói vậy đó, xong con giống như con cũng vô tình. Rồi con đặt bát xong hai vị xong rồi con hỏi tá lả luôn. Xong rồi vị đó cũng vui, cũng nói chuyện với con tá lả luôn, xong con về á. Con đi đường á con cứ nghĩ ủa tại sao mình phải đụng? Giống như đang nói chuyện giống như không nghĩ ổng là vị sư mà đụng. Bây giờ con sau đó là con thấy con cũng kỳ kỳ. Bây giờ con nghe sư nói á, là đụng vô tình cho nên con giống như bây giờ nó nhẹ nhàng, con không có cố ý á, cho nên một phần là nó nhẹ nhàng nó hết. Bây giờ nói lại là cái câu hỏi của con. Cái câu này á, không biết á, sư nghĩ con là có phải là con bị phạm cái gì vậy không? Khiến cho cái vị sư đi khất thực mà phải trả lời với con, rồi khiến cho con phải đụng vị đó. Rồi bây giờ cái câu hỏi của con khi nãy á, sư giảng tới tới thực tánh pháp á, trong cái thiền quán á, thì con muốn hỏi á, là cái đối tượng của thiền quán á, là thực tánh pháp. Như vậy cái thực tánh pháp này á, mà con tư duy con suy nghĩ theo cái ý của con á, có phải là con đang quán trên cái thực tánh pháp hay là không? Kính xin sư giảng dạy cho con được rõ thêm. Con kính thỉnh sư. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, mình không qua ông sư, mình không có ý là hai là mình không có thỏa thích trong sự đụng đó thì mình không có bị hết. Và chuyện ông sư là chuyện riêng của ông. Ông sư cũng thấy có người đẹp mà cờ ông đã thì ông bị ông phạm giới, ông ra ông chịu ha. Mình không có hết, mình không có thật ý gì hết á, thành ra chuyện đó đừng có thắc mắc chi ha. Đừng có thắc mắc chi, bởi vì chưa tăng nào kỹ mấy cái đó lắm giờ không ấy đâu. Cái thứ hai đó, ông sư ông nói chuyện đó là cái phần của ông không có tròn thôi, còn mình có hỏi thì chuyện bình thường. Bởi khi mình hỏi vậy đó thì có thể mình muốn biết cái gì đó, nhưng mà ông sư trên hồ đi thì mình đúng ra thì ông nói là không có giờ để nói chuyện thì ông bỏ đi được chứ không có gì đó ha. Thành ra mình hỏi, không phải mình hỏi là mình không có cố ý để làm cho ông sư phạm giới, mình cũng chẳng biết giới ông sư là giới gì ha. Nhưng mà chuyện đó là phải là ông sư ông từ chối ha. Ông có thể ông trả lời một hai câu rồi ông từ chối rồi ông đi tiếp. Chứ còn gặp cái người mà ít nói chuyện không sao, chứ gặp người nhiều nói chuyện mà nói cho 10 phút sau là hết thì giờ đi thì mình là bá thở. Còn cái thực tinh pháp đó, thực tinh pháp đó là mình coi trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì mình sẽ biết đó. Thực tinh pháp nói trắng là thực tinh pháp trong thiền minh sát đó là chỉ có danh sắc mà thôi. Thành ra cái chuyện mà quý vị nghe nó đi dở bước đạp đá té ngã, cái đó là không phải thực tinh pháp, đó là chế định theo đời, cái đó không phải là đối tượng của thiền minh sát. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, nếu quý vị coi cho kỹ đó, không có cái gì
thở vô dài, biết thở dài, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, không có. Mà nó chỉ có sự chuyển động của chất gió mà thôi. Mà chất gió là một loại sắc pháp. Mình chỉ quan sát cái sự chuyển động thôi, chứ mà quan sát đúng theo thật tinh pháp. À. Còn những cái chuyện khác thì cũng giống vậy. Bởi trong thiền thứ niệm xứ, bài kinh tam xứ hay thiền minh sát chỉ có danh sắc mà thôi. Chứ không có cái vụ mà thở vô ngắn, biết thở vô ngắn, thở ra dài, biết đang buồn, thì cái chuyện đó không có đâu. Thành ra quý vị nên nhớ cái chuyện đó. Cái đó là những cái phương tiện để cho người ta tập niệm, chứ không phải là cái phương tiện mà để cho mình hành thiền minh sát, mình nhớ chuyện đó. Bây giờ mình vô mình hành thiền mà mình chưa có niệm được là tứ tệ không thể phát sanh được. Thành ra người ta dạy những cái đó để cho mình có niệm trong cách quan sát đối tượng. Chứ cái đó mình chưa phải là hành thiền tứ niệm xứ hay là hành thiền minh sát. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con xin tri ân lời dạy của xin tri ân lời dạy của ngài và dạ, thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Và dạ, bây giờ Nguyên Như xin đọc câu hỏi của đạo hữu Giang Nhất Hạ. Bạch sư, xin sư giảng cách nhìn của nhà Phật về sự nuôi dưỡng súc vật, chim chó cá hay là một số nơi các vị sư nuôi và dạy cọp nữa. Nếu mình nuôi dưỡng thú cưng có phạm luật hay tạo nghiệp xấu gì không thưa sư? Và dạ, con xin dâng mít lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch thầy tổ hoàng dạ, kính thầy cho quý vị. Đối với người đời thì không có phạm gì đó. Ông sư nuôi á, thật sự nếu ông sư nuôi á thì phạm. Nhưng mà cái này đó, cái chùa bên Thái mà có mấy con cọp nở, ông sư không có nuôi. Nó tới đó là không biết gì lý do gì. Mà nó tới đó để nó xin tị nạn, giống như mình đi tị nạn vậy đó. Tị nạn là ông sư ông đi từ bệnh về ăn dư, đem nó cho ăn dư thôi. Chứ ông không phải lo lắng gì hết đó. Cái đó thì đừng có nói ông nuôi, không có nuôi. Mà nó tới để nó xin tạm dung, xin tị nạn vậy thôi. Chứ ở đó ông sư làm ở đâu được, nhất ở Thái đó. Mà ông sư mà làm mấy cái đó là nó kêu lên là nó mời xã y xã rồi. Thành ra khó lắm, chứ không phải dễ. Ông sư không được quyền làm cái đó, không được quyền nuôi gì đó. Nhưng mà thường quý vị để ý bên Thái tại sao chó nhiều. Bởi chúng sanh nó không thèm nuôi, nó thả chó vô chùa, cho chùa tu dùng. Đó, thành ra anh thấy sự nhiều lắm. Mấy ông sư mà đi ăn, đi làm được nhiêu thì ăn dư nhiêu thì ra bỏ ra. Mấy ăn cẩu nó đổ hết, nó cũng đỡ. Chứ còn không mà mất công mà đi dọn dẹp trong mặt. Ông sư nuôi dưỡng cái này cái kia gì không được. Nhưng mà cái đó là chị em cần sinh nam cái sinh nữ làm được. Chứ ông sư thì không được. Ông sư làm cái đó là phạm giới. Anh nằm mỗi cái thầy á. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi trả lời câu hỏi của Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Như rất là nhiều đã làm thị giả cho ngài suốt đầu giờ đến giờ. Dạ, ngài rất là sa thú. Dạ, kính mời bàn tay của Quỳnh Phù Vân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai. Con kính lễ quý vị tôn đức trong đạo tràng và con kính lễ sư. Con có câu hỏi là cái rằm tháng giêng đó là do ai đặt ra và gọi là lễ hội chư tăng phải không sư? Kính sư trả lời. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền nhà kính thưa chư quý vị, không ai đặt ra cả. Thầy đó là cái ngày rằm của cái tháng Ma Khá, thường gọi Ma Khá Bu Cha. Thì cái sự kiện nó xảy ra là do 1250 vị chư tăng mà không hẹn đó mà tới đó để thính pháp, để thính pháp họp ở trong cái Nguyên Lũ Quỳnh đó để thính pháp. Thì Đức Phật sẵn dịp đó ngài mới dạy về kinh giải thoát giới. Mà bốn cái việc đó đó, bởi vì thấy cái cách
còn 200 vị tới đó mà không có được thỉnh mời, không hẹn nhau trước. Bốn cái vị đó là ông B, 1250 vị đó, đó là cái bậc A-la-hán mà lục thông, và những cái vị đó đó đều là ê-hì phí cụ, ê-hì phí cụ. Đó. Thành ra cái đó nó trùng hợp vậy, tại sau này người ta mới coi cái đó cái rằm tháng ba trong lễ là một ngày lễ trong giáo hội để tưởng nhớ những cái chuyện đó. Và cái điều thứ năm đó, cái điều thứ năm là Đức Phật hứa với Ma Dương là 3 tháng nữa ngài sẽ niết bàn, thì 3 tháng sau tức rằm tháng tư ngày niết bàn. Thì cái từ xưa giờ đó thì Đức Phật ban bố, từ lúc mà không ban bố tới lúc ban bố cái ồ và ná bà thích bốc hà này đó, thì từ đó về sau cho tới khoảng 20 năm của ngài đó thì mới có bắt đầu tụng giới bổn tông khác ngoài cái ô quả thái ba thi bốc hạ. Chắc quý vị cũng đều biết ba ô quả thái ba thi bốc hạ đó, nếu quý vị nào học trong lớp này về kinh pháp cú thì liên quan tới cầu pháp cú 84, 85 đó, nhưng mà trong pháp cú thì nó nói vậy, nhưng mà trong ô quả thái ba thi bốc hạ thì cái cầu 84 Đức Phật nói trước, rồi tới 83 tới 85 là tôi tự cú nó khác nhau. Thì khảnh tị bà ra măng tà bô ti tịch hạ nếp bà năng bà ra măng quá đành tị bút tha nó hị bập bá chí tô bà ra khu bà kha thị sà măng nô hổ tị bà răng quý hệ thả dành tô. Cái thứ hai nữa là sắp bá bà bà xạ khả năng cô chà lát sủ bà sắm bà đa sà chí tà bà rí vô đá bà năng ê tăng bút tha nó xả sà năng. Câu thứ ba là Anu bà qua đô Anu bà khà tô ba tiền móc khẽ chà sẵn qua đô mắt tành nhú ta chà phát thát viễn bàn tành chà sà chà na sà năng à thí chịt tê chà a vô khô ê thằng bút thà nó xả sà năng. Thì câu đầu tạm dịch thông thường là nhẫn nhục là pháp hành cao thượng, chư Phật dạy nước bàn là pháp tối thượng, người hãm hại chúng sanh chẳng phải bậc xuất gia, kẻ khi khổ người khác không xứng đáng làm sa môn, rồi chớ làm việc ác thành tựu mọi hành lành, giữ tâm trong ý, tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Rồi câu thứ ba không phỉ báng, không làm khổ kẻ khác, tu túc trong giới bổn, thiết độ trong ẩm thực, cư ngụ nơi thanh vắng, thường hành pháp luyện tâm, đó là lời chư Phật. Thì cái đó là chư tăng tụng trong suốt thời gian mười mấy năm đầu của Đức Phật. Thì mấy cái câu này thì có nhiều cái sách giảng khác nhau, giảng như thế nào, ngay cả cái câu mà sắp báp áp ra sàn cả lá năng thì giảng cũng khác. Con người trong thanh tịnh đạo thì đề cập tới không làm những ác là tình trình trì giới, thiền pháp này kem chồng. Nhưng mà chúng tôi đây dựa vào gì pháp thì chúng tôi xin nói sơ cái câu này. Sắp bá ba bà xa cả đá năng, nếu mà dịch không làm việc ác á, thì cái người mà không làm việc ác là ai? Thì trong thế giới này chỉ có một bậc duy nhất mà thôi, đó là bậc tứ thánh quả, là cái bậc đó không làm việc ác. Cái thứ hai, cụ sở lát sủ bà sấm bà tha, hãy làm việc lành. Mà cái việc lành cao thượng nhất trong cái thiền pháp mà mình đã học đó, thì việc thiện mà cao thượng nhất là tứ thánh đạo. Tứ thánh đạo. Rồi cái tâm mà làm cho tâm ý trong sạch đây nè. Câu là giữ tâm ý trong sạch, tức là sạch chịt tá và vô đá bà năng. Tức là khi quý vị thành cái bậc A-la-hán là cái này tự động trong sạch. Ê tăng quốc tha xã năng, tức là Đức Phật nào ngài cũng dạy cái liên hệ tới đạo quả và niết bàn mà thôi, chứ ngài không có dạy những cái khác, quay những cái khác đó, nghĩa là không phải là mục tiêu cuối cùng khi mình vô mình trong cái giáo pháp này. Đó. Thành ra vô trong giáo pháp này mình nói tới nhân quả thì sắp phá ba bà xa cả khả năng, không làm việc ác. Thì cái chuyện không làm việc ác đó, nếu mình hiểu theo đời thì mình hiểu một chuyện, mà mình hiểu theo luật nhân quả thì không được, bởi vì không làm việc ác nó là cái quả mình không thể tạo quả được. Mình muốn tạo là tạo nhân, thì cái nhân là gì? Cụ sẽ lát sủ bà thẩm bà tha, tức là
làm các việc thiện, tức là việc thiện đáng làm nhất là làm cho tứ thánh đạo phát sanh, thì cái quả nó phát sanh là sắp bá bà bà xa cả đó năng. Đó. Thành ra cái câu này, cái câu giữa này chỉ cho đạo quả và niết bàn mà thôi, tức là chính pháp, chính pháp cao thượng nhất. À, là xin đóng góp như vậy thôi, cái này thì không có ai nói ra hết. À, là một cái thầy á. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con có câu hỏi tiếp là, dạ thưa, trong phần lộ trình tâm, mình học lộ trình tâm đó, thì cái lộ mà đắc đạo với lại cái lộ đắc đạo khác, lộ đắc sơ đạo khác, lộ đắc mà ba đạo cao nó lại khác. Kính thưa sư, tại sao mà có sự phân chia ra như thế và ý nghĩa như thế nào, xin sư giảng dùm con ở chỗ này ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Nó phải khác bởi vì cái lộ đầu tiên nó chỉ diệt phiền não có một theo khả năng của nó mà thôi. Rồi nó phát sinh tới lộ thứ hai diệt phiền não theo khả năng của vị đạo mà thôi. Và cái lộ thứ ba là chỉ diệt phiền não theo cái khả năng của tam đạo mà thôi. Thì còn bao nhiêu còn lại thì cái lộ cuối cùng nó về nó mới lấy được. Thành ra nó phải theo thứ tự là lộ đầu tiên thì không thể có lộ thứ hai. Bởi cái lộ thứ hai là nó phải dựa vào cái người mà không có, nếu mà nói theo chi pháp á, thì không có tà cả. Sự nghi ngờ, nghi và tà kiến thì mới có thể diệt làm hoặc là làm yếu một số cái sự pháp khác để chuẩn bị cho cái lỗ thứ ba nó diệt tiếp. Chứ còn nếu mà mình khi không có nhào vô là lên cái lỗ cao liền không có được. Bởi vì tâm đạo nó phát sinh theo cái điều kiện là nó chỉ diệt phiền não theo cái khả năng của nó mà. Thành nó một cái vị mà muốn đắc mà tứ thánh và thành A-la-hán á, là phải qua bốn lộ như vậy mà đều không có thể qua một cái cùng một lúc, có thể nó cách nhau trong vòng vài tỷ lộ rồi tình tâm, nhưng mà vài tỷ lộ tâm thì nó không có mấy giây đâu quý vị. Nó thường thường nó nghe xong đắc liền đó, cái đó không thể xảy ra được, mà nghe xong nó là phải lộ thứ nhất, lộ thứ hai, lộ thứ ba, lộ thứ tư đó. Chờ đấy, thành nó nói tới cái câu hồi nãy đó, cái câu mà trong Quả Tháo 31 chúng tôi tình cờ đọc thấy trong cái sơ giải, thì ngài nói trong vòng cái trong đó thì giải thích là cái ê hệ phức khụ đó, ê hệ phức khụ nó có hai loại. Loại thứ nhất là cái vị đó nghe xong thì chỉ đặt sơ quả, nhị quả hoặc tam quả thôi, ngài cũng thành ê hệ phức khụ. Nhưng mà cái loại thứ hai đó nghe xong đi liên tục bốn cái lộ đó mới thành a la hán liền, tức là tích tắc thôi, nghe thành tỷ tỷ lộ trăm là tích tắc thôi. Thì cái loại đó cũng là mới là ê hệ phí khụ chính thức được vào tham dự trong cái ngày mà ô qua đá bà thì mốc này. Thành ra trong đó họ có nhấn mạnh, nhưng mà từ chúng tôi đang tìm cái tài liệu khác thì có cái nào xác nhận hay không thì không thấy, chưa thấy. Tức là nó ngay cả mà ngày Sai Bồ Tát ngày Mốc Khai Lan Ná cũng không được, cũng không có dự trong cái ngày đại hội thánh tăng này đó, tại vì cái ngày là hai ngày đó ê hệ phí khụ nhưng mà lúc là sơ quả chứ không phải là tứ thánh quả đó. Thì hai cái câu Bali nó cũng khác nhau. Cái gì mà đắc mà sơ quả đó thì ngài cho hệ vi cụ, rồi ngài nói pháp nào ta đã tiên thiết các ngươi nên làm để tận cùng các pháp đó để chấm dứt sự khổ trong luân hồi. Nhưng mà cái vị mà tứ thánh quả mà khi được nhận nào được tu theo kiểu hệ vi cụ thì ngài chỉ nói câu hệ vi cụ lại đây này tỳ kheo, vậy thôi. Chứ ráng tu tập để chấm dứt phiền não, bởi vì ngài đã chấm dứt hết tất cả phiền não rồi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng giải hai câu hỏi của con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính mời quý đạo hữu kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Phù Vân. Nam mô Bụt Thầy, dạ, chúng con thành kính đảnh lễ ơn ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ trả lời hai câu hỏi của Minh Phù Vân. Dạ, cảm ơn sự phân biệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nhật Quỳnh
Kính chào Vinh Kinh và tất cả anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Con thành kính lĩnh lễ chư Tôn Đức. Vinh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Vinh? Vinh Kinh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Dạ, vậy là nghe. Dạ, cảm ơn Sài Gòn. Bây giờ thì dạ, cảm ơn Amen. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Vinh Kinh. Dạ, thay đổi không khí đạo tràng chút đi Vinh Kinh. Vinh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Rồi, kính lễ thượng tọa Lý Tôn, kính lễ chư Phật Đức Tăng và thân chào tất cả quý vị. Bây giờ bắt cóc quả gì á. Kính thưa sư, mấy ngày nay là thấy có ngày, những ngày của sư trưởng đã đi, có những cái buổi tổ chức bên room Diệu Pháp, room Phật Pháp của Tháp Tham Má. Thì có đưa ra một cái, những cái vấn đề về những cái tạng của bên Vi Diệu Pháp mình. Thì như vậy thì con có câu hỏi sẵn có sư, thì con xin hỏi sư là trong cái bộ thứ năm đó thưa sư, là bộ là Cà Thà Quách Thú, thì có một số vị, những vị cho đó là không phải là của Đức Phật, không phải là Đức Phật giảng, mà là do vị Moggaliputta Bích Xá ngài viết lại, ngài để lại. Thì như vậy nếu mà nói là của ngài Moggaliputta thì lấy nó ra thì nó thiếu rồi. Nếu mà 84.000 pháp môn lấy cái bộ nó ra thì nó thiếu rồi. Thì như vậy vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào và con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch Địa Tạng Hàng Giả, kính thưa chư vị, gì nào nói câu hỏi kêu ra chứng minh. Bởi vì cái mà cả cái bảy bộ đó và năm cái bộ ấy và năm cái của thằng Lục đó, đã được ngài đã nói từ đầu đó. Nhưng mà lúc đầu họ chưa chia ra là kinh luật với Di Diệu Pháp mà thôi. Nói chừng sau cái ngày lần thứ ba đó mới, căn thứ ba đó mới chia đó. Thì người ta lấy cái mốc đó để chia, ta nói ngày này thêm vô thật sự không đúng. Tại vì lý do đó là mỗi lần kết tập tâm tạng là đều tụng tiên ngôn, là tất cả những gì mà chúng tôi tụng ngày hôm nay, tức là lặp lại từ cái lời nói từ đầu đó. Thành ra những cái lời nói đó không được thêm bớt và không được sửa chữa đó, không có thêm bớt một cái sửa chữa đó. Rồi tới cái lần cuối cùng vẫn tụng tiên ngôn như vậy, là lần thứ sáu đó. Nhưng mà lần thứ sáu Miên Điện nó nói tất cả những cái nước nào được mời tới tham dự cái lễ kết tập tâm tạng đó đều phải mang theo bộ tâm tạng riêng của mình mang theo đó. Thành ra khi mà mang theo đó, người ta đếm được tất cả bảy bộ, tất cả nghĩa là bảy bộ là của bộ tiếng Thái, bộ tiếng Miến Điện, bộ tiếng Tích Lan, rồi bộ một bộ tiếng Miên, tức là rồi một bộ tiếng tiếng của Bali Sanskrit đó, ý Bali Bali Text Society đó, là bằng tiếng Roman đó. Và một bộ nữa là như ở cái xứ nào mà nó ở Kanthara, tức là cái chỗ đó mà không biết cái đó là phải là quốc gia không, mà không thấy gì rõ, tôi không biết. Thành ra khi mà tụng tụng lên rồi đó, nó thấy có sự khác biệt. Thành ra trong cái bộ tâm kết tập tụng lần thứ sáu, quý vị coi thấy ghi rõ ràng trong bộ này thì cái bộ Miến Điện cái chữ đó là dày, cái chữ của Thái, từ bộ Thái là dày, cái chữ của Bali Text Society là dày, nó ghi rõ hết chứ nó không sửa, nó nhớ chữ nó là không sửa, mà nó footnote ở dưới đó. Thành ra quý vị đọc mà quý vị không biết cái tại sao mà nó có chữ khác biệt là phải coi nó có footnote đó, thì nó nói cái chữ đó là ở trong cái bộ nào ra, nó người ta kỹ lưỡng vậy đó, chứ không ai dám sửa cái mà có những cái gì không biết, chắc là bị bệnh to gan nói vậy, chúng tôi không có rõ gặp gặp gì đó thì nói cho chắc, hỏi cho chắc anh đi, không ai dám sửa cái đó. Bởi từ đầu ngày anh đang nói và được chư tăng đồng ý là cái chuyện đó đúng rồi, cái tạm tạm nhất là đúng như vậy rồi đó. Nhưng mà tại rồi có nhiều vị nói vậy, còn nói là nhớ mà làm sao chắc chắn được, nói cái đó là khinh thường cái trí tuệ của bậc A-la-hán. Nhưng mà dở cái đâu bậc A-la-hán không thể nhớ chứ không phải. Chứ không phải là tam tạng pháp sư phạm nhân như bây giờ đâu, phải không?
nó không có gì hết nha. Chính ở Miến Điện là chúng tôi hồi ở Miến Điện có hỏi mấy gì mà cao tăng họ cũng xác nhận như đó, nói không có cái chuyện đó, ai nói thì không có chuyện đó. Thành ra quý vị muốn biết chắc chắn thì tìm mấy gì học thiệt hỏi, chứ tìm mấy gì học giả hỏi, nhiều khi họ phan ra nhiều cái bất tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, sao đó, dạ kính nha, từ từ lấy tao nhưng mình tỏ ra. À, thì như vậy thì chúng ta xác định lại là bộ Cà Thà Quách Thú này vẫn là nằm trong tạng của tạng Vi Diệu Pháp, chứ đâu có thể nào mà nói là của bộ sách của ngài Ba La Lít Bút Tá được. Ngài như vậy mà xác định lại cái này phải coi lại, phải hỏi cái người dịch cuốn sách này, người ta cũng ghi như vậy. À, cái này là của ông đó đưa vô chứ không phải là trong tạng. À, thì sẽ rắc rối cuộc đời. À, thì thông qua đó, à, và sẵn nghiệp con hỏi sư về vấn đề mà kinh tứ niệm xứ. À, trong kinh tứ niệm xứ người ta nói Đức Phật đến xứ Kuru để thuyết bài kinh này, mà được biết là cái xứ Kuru này nghe nói là mặc dù Đức Phật thuyết tại đó nhưng mà hình như không ai đắc được đạo quả, không biết có đúng vậy không. Nếu mà biết là không có ai đắc được đạo quả tại sao Đức Phật tới đó thuyết mà Đức Phật không đi tới những nơi khác? Dạ, con cầu thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Đắc hay không thì không thể nói, tại vì thường thường đó, thường ngày ngài là nói xong thì ngài có nghĩa là lên tiếng thì giống như là tán dương vậy đó. Còn này thì không có cái đó. Nhưng mà bài kinh tứ niệm xứ đó, nhớ bài kinh xứ nó có năm chuyện để nói rằng để chúng ta biết là ngài thiết ở đâu, ở đâu chứ không phải là một chuyện. Thứ nhất là Maha Sati Paṭṭhāna Sutta, tức là trong Trường Bộ Kinh. Cái thứ hai, Sati Paṭṭhāna Sutta trong Trung Bộ Kinh. Rồi cái thứ ba, Sati Paṭṭhāna Quý Văn Khá trong Khâm Phi Quý Văn của A Phi Tâm, nơi tạng Di Diệu Pháp. Cái thứ ba là Sati Paṭṭhāna Saṅyutta, tức là kinh niệm xứ này ở trong cái Saṅyutta Nikāya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh. Và cái thứ năm là Sati Paṭṭhāna Ba Thạ. Thì cái này đó thì Thái với Tích Lan thì thấy có, nhưng mà trong Miến Điện trong ấy thì không thấy, không thấy cái Sati Paṭṭhāna Ba Thạ. Tức là ngài thuyết nhiều chỗ chứ không phải là một chỗ, mà nhớ nhiều chỗ. Và cái mà được thuyết đầy đủ nhất là trong cái xứ Kuru, là tương đối là đầy đủ nhất. Còn những cái chỗ khác đó có thể là nó hơi chi tiết, chi tiết thì không bằng, nhưng mà mình giờ mình không biết cái bài này thuyết đầu tiên là lúc nào. Nhưng mà khi mà ngài lên trên trời ngài thuyết vẫn có đề cập tới Sati Paṭṭhāna như thường. Còn cái là Sati Paṭṭhāna trong cái Quý Văn Khá đó quý vị, là cái phẩm thứ hai trong bộ Di Diệu Pháp đó, quý vị thấy có Sati Paṭṭhāna Quý Văn Khá như thường, chứ làm sao không ấy được đó. Nên cái quan trọng đó là ngài thuyết ở Tù Rú là có thật, nhưng mà có đắc hay không thì cái chuyện đó không thấy nói tới, chứ còn chắc chắn rồi ngài thuyết lần nào cũng phải có cái những cái chuyện đó xảy ra. Đó. Nhưng mà ngay cả ngày lúc ngày lên cung trời tao lại ngày vẫn có thuyết cái bài kinh đó như thường đó. Thành ra nói có nhiều cái chuyện dữ lắm chứ không phải một hai chuyện giống như mình nói rồi đó. Mà bây giờ mình không có đầy đủ tên tài liệu đó để mình viết cái chắc chắn như thế nào, thành ra không nên thắc mắc nhiều lắm, nhiều khi nó rụng tóc hết. Ủa, nó mua cái thầy á. À, kính rơi từ lưu tao. À, trong cái bài kinh tứ niệm xứ này thì Đức Phật tuyên bố rằng ai mà hành theo cái pháp này là sẽ đưa đến sự thành tựu chánh trí, coi như là tận diệt được những cái sự đau khổ. Nhưng mà trong cái khổ đế trong cái tứ diệu đế thì khổ đế, tập đế, thì cái tập đế là nguyên nhân của sự khổ, tức là nó là nói về chi pháp là thuộc về tham. À, rồi tham ái thì bây giờ mình đâu có cần gì, bây giờ hãy mà mắt thấy cảnh sắc, người ta nghe cảnh thinh, nhưng mình đừng có tham, mình đừng có bám. À, đời sống hàng ngày mình giữ bình thường, mình đừng có tham bám, đừng dính mắc vậy đó, thì coi như là mình không có bị dính vô vấn đề khổ đế về tập đế. Vì như vậy mình làm như vậy có phải là mình đang hành trong tứ niệm xứ không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, không phải như vậy đâu. Trước hết là mình phải nói pháp học trước kia mình hành thấy cái gì, bởi vì khổ đế là pháp nên biết chứ không phải pháp nên thấy.
Bài pháp này, rồi biết rồi và hành cho tới biết rõ ràng, thành ra cái khổ đế nó chỉ có một chuyện để nó mà nói ba lần, thì cái tập đế cũng vậy, nói chuyện nó ba lần mà hai cái đế kia cũng giống vậy. Thành ra khi mà thấy thật sự thấy là thấy cái gì đó, thì mình đã nhớ thấy cái gì, thật sự là thấy cái pháp siêu thế nhiều hơn, là bởi vì là cái pháp chứng ngộ là cái pháp siêu thế. Còn cái pháp mà đưa đến sự chứng ngộ đó là pháp hành, hành để biết, hành để thấy, hành để xác nhận là nó là như vậy đó. Thành ra mình đó, mình không không có chấp thì mình cái đó nói đó không có được, tại vì không không phải chấp hay không chấp, mà mình rồi biết trước rồi đã, rồi thấy như cái điều mình biết. Bởi vì có những người biết như vậy, thấy như vậy nhưng vẫn tin vào tà kiến của mình, chứ đâu phải dễ đâu, thấy không? Nên nói mình theo cái ngôn từ mình dịch nên nhiều khi mình hiểu lầm, mà mình không tới nó mà hiểu vậy đó. Nó phải coi trong cái giải giải thích coi. Đế thứ nhất làm gì? Để được gì và được như thế nào? Chứ không phải là để thấy. Để thấy là không phải đế thứ nhất. Đế nhất là cái quả rồi, nếu mà nói tao ấy rồi. Nó cái đế thứ hai là cái nhân của cái đế thứ nhất, là cái đế nhất là cái quả rồi, thì mình nói mình không làm này không làm nó không có được, phải không? Mình nghĩ vậy coi, mình nói theo ngôn từ bình dân vậy đó. Nó chỉ là cái quả thôi, tức là cái đó nó có sẵn rồi, bây giờ mình nói tôi không thèm chấp, không thèm ấy, nó nói không được, mình muốn không chấp là phải chỗ nào chứ không phải chỗ đó nữa. Nó mô bình thầy á. Dạ, xa hữu, dạ, kính dân thường tập lưu tâm. Quý vị nào có câu hỏi, giơ lên nha, giơ tay lên nha, hoặc là ghi lên cho cô Nhật Quỳnh có lên đọc nha. À, thì để tiếp theo cũng hỏi cho sư là, trường hợp là bây giờ như vậy, giờ mình mắt mình thấy cảnh sắc, mặc dù sắc đẹp hay sắc xấu gì đó, mình không có chấp tướng chung, mình không chấp tướng riêng, mình không dính mắt đó, mình vẫn giữ tâm mình bình thường, không có yêu thương, cũng không có ghét, thì như vậy mình không có bị dính mắc vào trong cái đề tha mái. Thì mình không dính mắc tha mái thì mình cứ sống như vậy qua cái đời sống bình thường hàng ngày, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi ném thân xúc chạm, mình vẫn giữ tâm mình bình bình như vậy, thì như vậy mình có thoát khỏi dòng sinh tử mà. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, cái đầu tiên mình làm được thì làm sao có cái quả là thoát khỏi dòng sinh tử. Mình đã nhớ đó, con mắt mình thấy đồng ý, nhưng nó không có làm được gì đó, nó nhớ đó, nó xuống cái lộ trình tâm cũng không làm được gì hết. Nhớ cái đó, trong vòng một cái bốn tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần mà nói mình không chấp là nó làm sao? Đó. Nghĩa là mỗi lần mình hành vậy đó, nó mà từ chỗ mắt mà nó xuống tới cái lộ mà lộ ý của mình á, lộ ý để mình thấy cái đó, biết cái đó là cái gì, thấy cái đó là cái gì đó, nó 1.000 tỷ lộ rồi, thì tới đó mình lấy được cái trở lại cái cũ, cái 1.000 tỷ lộ nó mới lên được cái đó, thì nó không có khả năng giết ngoại, trừ khi mà mình chính, nghĩa là mình hạ thủ công phu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi đó, thì để làm cho những cái tâm hữu phần đó, nó ngắn lại, thì cái lộ trình tâm nó ngắn lại, thì để mình tạo cái điều kiện để mình làm cái gì. Còn bây giờ mình chưa tới đó thì đừng bao giờ hy vọng cả. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ, kính chào thượng tọa Lương Tâm. Dạ, nhưng mà bây giờ trường hợp như vậy, giờ một người cũng hành tứ niệm xứ, người ta cũng miên mật hành tứ niệm xứ, cũng đi đứng nằm ngồi quan sát đủ thứ, nhưng mà trong cái phần mà về mà giới hạnh người ta không có nguyện giữ, thì như vậy khi một người ta không có nguyện giữ giới hạnh, không có quy tam bảo mà người ta vẫn đi vào pháp hành, ta hành tứ niệm xứ một cách miên mật vậy, thì nó có phát sinh được cái kết quả nào tốt đẹp không ạ? Dạ, con thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thành nhớ nó không có phát sinh cái gì hết á, ngồi chơi vậy vui thôi. Bởi vì cái căn bản đó giữa phàm với thánh đó, là tam quy. Mình tới đó mình không biết ông thầy mình là ai, mình không biết cái người nói ra những cái bài pháp này mà nó có sự kính trọng, thì nổi cái đó không, nó cũng làm giảm cái cường độ mà tu tập của mình rồi, mà để mình không biết thôi. Đó. Nghĩa là nếu mà huynh từng đi những đường thiền hay có ngày huynh đi tán ha, trước vô đầu họ bắt làm gì,
họ phải dắt dân cái mạng này tới đâu, con tiền sư rồi này kia bao nhiêu chuyện làm tùm lum, rồi cái khởi đầu á rồi phải thọ tam quy ngũ giới bao nhiêu chuyện chứ đâu phải cái không ấy được đâu. Bởi tam quy là cái bề rời giữa thánh với phàm, cái ngũ giới là cái bề rời giữa con đường gạch giữa dục giới và bốn đường ác đạo. Thì bây giờ mình muốn đi lên cao đó thì tại sao mình phải thọ tối thiểu là tam quy ngũ giới, phải ngũ giới để mình tránh cái bốn đường ác đạo. Nhưng mà cái tam quy đó là để mình có cơ hội để vượt lên, thì lúc đó mình mới làm được cái chuyện gì. Còn nếu mình không có tam giới, đừng hy vọng có chuyện gì khác cả, bởi vì cái căn bản mình không có rồi. Nam mô với thầy á. À, xa thấu à, kính thưa thượng tọa Lưu Vong. À, trong trong cái vấn đề mà tư niệm xứ đó thì vấn đề hơi thở đó, khi người ta nói rằng mình quan sát hơi thở vào hơi thở ra, thì lúc đó nó tuyên bố là nó có lục đại duyên khởi phát sanh gì đó, thì theo cái sư lục đại duyên khởi nó phát sanh như vậy, mình có cần mình phải dùng trí tuệ để mình thấy rõ được cái lục đại duyên khởi đó không, hay là mình cũng bình thường mình nhẫn quán chạy vô chạy ra mình quan sát cái hơi thở đó thôi, hay là mình phải tác ý để mình thấy được những cái pháp đó? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái căn bản đầu tiên trong 16 pháp, trong 16 tệ là gì? Tệ thấy danh sắc. Mình thấy cái đó là thấy cái gì không cần biết, nhưng mà chưa thấy danh sắc, tức là chưa phân biệt chỗ nào chứ định chỗ nào chân đế thì không thấy đi đâu cả đó. Ngồi chỗ chưa thì nhớ chuyện đó. Đâu phải là mình nói mình thở vô thở ra mình có thể thấy danh sắc đâu. Đâu thể mình thở vô ngày dài là biết thở dài thở ngắn. Tất cả chúng sanh trong cái cõi mà dục giới này, ngay cả con vật mà hai cẳng ba cẳng như tới con người đi hai cẳng đều có hơi thở đó. Hỏi nó biết nó thở không? Biết sao không biết? Không nói không biết à. Bây giờ mình ra coi cái con cẩu mình nuôi ở ngoài đó, coi nó biết nó thở, con bệnh mũi nó coi nó tám mình không? Nó không biết sao không biết, nhưng biết cái kiểu nào, biết bằng cái gì? A ta bi sẩm bà sa nô sa ti ma. Chứ còn cái tâm là cái pháp biết đối tượng, nó có thể nó biết chứ tâm tham cũng được chứ mắc gì đâu, mà nó biết theo chế định đó là hơi thở của nó mà thôi, chứ nó không biết cái đó là cái gì. Mình cũng vậy, hơi thở mình thở mình chỉ biết hơi thở được, là biết chế định thôi. Chứ khi nào mình thấy danh sắc mình nó biết hơi thở là sự chuyển động của sắc pháp thì cái đó nó mới khác. Còn cái này nó chưa gì hết mà mình muốn vậy đâu có được, đúng không? Mình đừng có bao giờ mình đặt là phải vậy phải vậy được, không có đâu. Pháp nó theo tự nhiên, theo nhân quả của nó, khi nào mình đúng nhân quả thì nó sẽ tới đó, mà không đúng nhân quả đừng hy vọng. Nam mô Bổn Sư Thầy á. À, xa thôi à, kính thưa thượng tọa Lưu Tâm. À, nhưng mà kính thỉnh sư giải thích như thế nào gọi là khi một người mà quan sát hơi thở mà biết được cái thực tính pháp, và cái sự khác biệt của một người mà biết thực tính pháp với mà biết về cái chế định nó khác nhau như thế nào, cũng là một hơi thở, nó có sự khác biệt như thế nào. Bởi vì vấn đề này thì rất là khó để cho những người mà ta, ví dụ ta không có học về vi diệu pháp thì người ta cũng khó mà biết được cái sự việc này xảy ra. À, thì bây giờ theo như cái pháp hành người ta hành như vậy thì mình nên chỉ như thế nào để người ta có thể nhận ra được cái đó là thuộc về mình đang nằm trong cái là thuộc về chế định, cái nào mình đang nắm bắt được cái thực tính pháp. À, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Cái hơi thở không, nó có năm chuyện để nói theo thiền chỉ và nói theo thiền tứ niệm xứ. Thì bây giờ cái thường thường đó, cái điều kiện mà đa số mình vô mình mới vô trong mấy đường thiền đó, người ta chỉ cho mình cái chế định pháp để mình dùng cái niệm để mình thấy cái đó, để cái định nó có năng lực mà thôi. Là nó khi nào có niệm cái định có năng lực mới nghĩ tới cái chuyện trí tuệ nó phát sanh được nha. Cái đó là cái đầu tiên mà đa số tại sao họ kêu em hơi thở rồi thở vô dài thôi đó. Bây giờ chúng tôi lặp lại một lần nữa là trong thiền minh sát không có cái vụ thở dài thở ngắn gì đó, bây giờ dài ngắn là chế định pháp 100%, không thể dùng làm đối tượng của thiền minh sát được đó. Thành ra mình nói mình thở vô dài với thở ra ngắn với thở ra ngắn, cái đó là ở trong nằm trong thiền chỉ. Và nằm trong thiền chỉ thì chỉ tập niệm là tối đa, hoặc
thêm cái nữa là định mà thôi, nhưng mà không có cái khả năng nào để làm gì cả đó. Là năm sau mình phải vượt qua cái đó, vượt qua đó là mình phải dựa theo một cái chuyện khác nữa. Thí dụ mình dùng hơi thở để mình thấy cái chỗ tiếp xúc của nó, thì cái chỗ tiếp xúc của nó đó, nếu mà cái xúc đó là xúc danh thì nó khác, mà xúc sắc nó khác, có gì mình nhớ chuyện đó, nó đâu phải là một đâu. Xúc nó có hai chuyện, xúc danh khác, xúc sắc khác. Mà khi nó xúc vô chỗ đó đó, thì nếu quý vị có học gì sắc pháp, quý vị biết cái xúc chỗ đó là xúc thuộc loại nào, và cái thứ hai cái điểm tiếp xúc nó thuộc loại cái gì đó. Chứ mình nói xúc vô cái dành trên lỗ mũi thì cũng như không, phải không? Nếu mà phải biết cho đó để bắt mới bắt đầu thấy được cái gì, mới mới được mà nhìn quan sát đúng thấy nó gì đấy. Còn nếu không đó, chúng tôi thường nói là thở ra dài biết mình buồn là tại sao, bởi vì cái lúc thọ cái đó cái thọ nó phát sanh buồn ở đây là cái thọ, tức là dùng hơi thở để quan sát cái thọ để thấy danh pháp đó. Còn nếu không thì mình lợi dụng cái khác cũng được, ví dụ mình đấy hồi tự nhiên tâm mình nó sân tại vì gom cái tâm vô cái hơi thở cũng được, bởi dựa vào hơi thở để quan sát cái sân là cái gì, tâm quán niệm xứ, phải không? Đó. Nói rất nhiều chuyện về qua pháp niệm xứ thì mình coi cái tâm sân nó thay vì mình quán gì tâm cũng được, nhưng quán gì pháp cũng được vậy, bởi tâm sân nó là một trong năm triền cái, thì phải quán từ từ như vậy để khi nào mà cái tâm mình nó bắt vào cái chỗ nào mà rõ ràng nhất là mình trình pháp vậy, thì sẽ biết mình đã ở chỗ nào, không có chỉ mình được. Chứ còn khi không mình vô cái mình nói thở vô hồ cái nó có chuyện chuyện gì không biết chứ. Đặt lắc là một cái thầy giá. À, sao thú, dạ, kính chân thượng tọa Lưu Tông. Dạ, nhưng mà về cái vấn đề hơi thở, như sư nói trình bày, khi mà nói về sự xúc chạm, thì khi mà hơi thở nó đi vào trong cái lỗ mũi mình, nó đụng cái đầu mũi, hệ thần kinh đó, thì cái hơi thở nó đâu phải đơn giản là nó chỉ là chất gió không, mà nó tám sắc bất ly rồi. Bây giờ khi mà đụng vô nó thì nó có sự xúc chạm, rồi sự nóng sự lạnh, rồi có sự chuyển động vậy, thì giờ mình nên bắt cái nào để hợp lý nhất trong cái lúc mà mình hành thiền về hơi thở? Dạ, con lĩnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chủ vị. Chỗ này chỉ bắt được cái tứ đại mà thôi, bởi hơi là xúc đó là xúc sắc. Cái hơi thở nó là một trong cái Pottapha, Pottapha Ramana đó. Đó, nó xúc vào cái sắc thần kinh thân cho đó đó, thì mình có thể quan sát để thấy tứ đại vào lần tám hay hai mười một cái sắc gì nó, cái sắc mà sắc tứ đại hoặc là những cái sắc mà nó thô thiển chút. Chứ còn lại là sắc sắc tế đó thì không thể nào thấy được, ngay cả trong thiền minh sát không có loại cái đó ra. À, thì cái ăn thua cái chỗ đó là mình thấy như thế nào, chứ đâu phải là thì mình dựa vào cái thô thiển nhất, là cái đó là hơi thở là một trong bốn cái đại mà phát sanh do tâm, thì nó xúc vào sắc thần kinh thân, thì cái nào rõ ràng nhất là mình quan sát đó, với điều kiện là phải có pháp học, chứ không có pháp học thì vô đó không biết cái nào là cái nào hết thì cũng chịu chết thôi, thấy không? Chứ đâu phải là mình vô thôi nó tùm lum không biết cái nào thôi về ngủ chứ không được. Đó. Mình để ra bao à, xa thú, dạ, kính thưa từ tổ chức tông. Dạ, nhưng mà bây giờ trường hợp một người ta không hề học về ví dụ pháp, không học về pháp, người ta chỉ thích đi hành thiền thôi. À, nhưng mà khi như vậy người ta vô, người ta ngồi, người ta cũng quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, quan sát phòng xẹp vân vân, thì có khi nào người ta mặc dù người ta không học mà người ta vẫn có thể thấy được đây là danh, đây là sắc, người ta có thể nhận ra được cái những cái pháp bản thể một cách rõ ràng như vậy, à, điều này có thể xảy ra không ạ? À? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị, có thể xảy ra với điều kiện vì đó là ông có tỳ tình nhu và gặp được Đức Phật. Còn nếu mà không gặp được Đức Phật, dầu là ông có tỳ tình nhu mà gặp các cái bậc đại đệ tử giống như ngài Xá Điều Tạ, ngài vẫn có đứa học trò mà ngài cho cái đối tượng nó làm cả quài đó, thấy không? Đó. Chắc cái này cũng là kinh nghiệm của huynh Kinh Minh Đa thời xưa, giờ gặp cũng những ông chỉ kêu tào lao rồi đó, tới giờ vẫn còn vô cung hoài rồi vậy đó.
không? Tại vì ví dụ mình nói kiếp này mình không học gì đúng, nhưng mà kiếp trước vẫn phải có học chứ làm sao không học được. Mình không học thì cái nhân nào mình tới mình gặp Phật pháp à? Thường thường mình tới gặp Phật pháp, nếu mình không học cái gì đó mà tới gặp Phật pháp đó, tức là mình thành cô nàng chim cha hay là deva đất tạ gì ông dùng, chứ làm sao mà vô gặp ngài hỏi chuyện rồi minh sát được. Không có hy vọng nè, không có hy vọng chút xíu nào đó. Đó, thành ra mình học đây là mình tạo cái nhân để kiếp sau mình có thể mình gặp cái người mà có thể đắc được đạo quả. Nó có hai hạng, thứ nhất là Bố Thá Huy Na Giá, thứ hai là Sáu Cả Huy Na Giá. Bố Thá Huy Giá gặp trực tiếp Đức Phật, là Sáu Cả Huy Na Giá là gặp các đệ tử thịnh văn của ngài đó. Thì hy vọng có vẫn có khả năng nghe được, nhưng mà mình đã không học mà mình không có cơ hội gặp hai cái hạng người đó thì thôi, chứ làm sao mà có đắc gì. Mình nói nghe ham quá đâu được, thôi nên chắc là chủ cho rồi. Nam mô Bố Thầy Giá kính bạch chư tổ huyền giả, kính thưa quý vị tất cả phước báo nào phát sanh cho pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng hàng sinh năm sinh ở trong đạo tràng này có được cơ hội chấm dứt các áo pháp ngũ ngàm này tập ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Mai Giá, nam mô Sẵn Khai Giá, nam mô Đất Thanh Nam Tây Giá Xa. Sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng tông đâm thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con được hiểu thêm về giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tri Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng để gần chúng báo. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ruột tam ăn ghê nào quanh đê hăng ba đà phận sung và ruột tam ăn buộc thầy vô thá lý tổ đô sâu buộc thô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm manh cha được vị thăng và răng thẩm mê vô kha ni tô đổ sâu thẩm mô kha ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha được vị thốt ta măng sang khê vô khá li tô đổ sâu sang khô khá ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đông chúng con toàn đủ phước báo ạ. Nam mô Bích Thai giá. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài ạ. Dạ, vậy là ngài không có trước máy rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ, đây quá ta ta. Nhà đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thụ thụ bệ bơ thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na ta bơ
Na pha quan tu bu chi ta so thiên ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thay ra mắt cha na qua ca cha huyết ca vô sa ra mi